chương 381, tôi tới gặp cậu chủ. Hiệu trưởng thấy Lâm Thanh Diện cứng rắn như vậy thì nỗi bất mãn trong lòng càng thêm lớn hơn, dù sao đây cũng là địa bàn của ông ta, bị một người xa lạ thậm chí đến tên còn không biết của trách như vậy, làm sao ông ta có thể nghe lời Lâm Thanh Diện. Cậu đừng có được nước lấn tới, chuyện này phải giải quyết như nào là việc của tôi, không liên quan gì đến cậu. Cậu làm vậy sẽ chỉ khiến Lục Hân Giao càng thêm xấu hổ thôi, hiệu trưởng cao mày nói. Hiệu trưởng, ông nói đúng, đây là chuyện của trường chúng ta, không tới lượt người ngoài lo liệu. Mặc dù Trương Minh đã ký vào bản hợp đồng này với Lục Hân Giao nhưng việc này cũng có lý do, tôi sẽ giải thích riêng với ông sau, bây giờ chúng ta hãy gọi bảo vệ tới đuổi kẻ gây rối này ra ngoài đi, Trương Bách Phát nói. Trương Minh ở bên cạnh gật đầu liên tục. Hiệu trưởng không phản bác lại lời Trương Bách Phát, hiển nhiên là ông ta đã chọn đứng về phía họ. Ha ha, nói chuyện riêng. Nếu thật sự cho anh cơ hội nói chuyện riêng thì dù trắng cũng có thể bị các người nói thành đen. Hiệu trưởng, ông định bao che cho hai người này phải không? Đôi mắt lạnh như băng của Lâm Thanh Diện nhìn vào hiệu trưởng. Tôi đưa ra quyết định thế nào không tới lượt cậu lo, hiệu trưởng nói như đinh đóng cột. Hai người cũng nhất định không muốn chủ động thừa nhận sai lầm của mình, đúng không? Lâm Thanh Diện lại nhìn Trương Bách Phát và Trương Minh. Chúng tôi có làm gì sai đâu chứ, anh đừng có ngậm máu phun người. Trương Bách phát vặn lại ngay. Audio điện tử võ tấn bền. Đúng là có bệnh, làm loạn tới tận chỗ của hiệu trưởng. Anh cho rằng mình là ai mà cũng có tư cách thách thức hiệu trưởng, Trương Minh khinh thường nói. Lâm Thanh Diện nhìn thấy phản ứng của ba người họ rồi gật đầu, được, đây là do các người tự lựa chọn đấy, đến lúc đó đừng hối hận. Nói xong anh lấy điện thoại di động ra, gọi tới dãy số mà ông Độ đã cho trước đó. Trương Bách Phát thấy Lâm Thanh Diện muốn gọi điện thì lập tức cười nhạo, lẽ nào anh còn định tìm người tới giải quyết chuyện này sao? Đâu anh bị úng nước à, anh có biết quan hệ của hiệu trưởng ở Tô Thành này rộng đến thế nào không? Chỉ dựa vào anh mà cũng muốn tìm người tới giải quyết vấn đề này á, à? đừng mơ nữa. Lâm Thanh Diện chẳng thèm quan tâm tới anh ta, chỉ yên lặng chờ cuộc gọi được kết nối. Alo, anh là... Lâm Thanh Diện. Đầu bên kia hít vào một hơi, sau đó là một giọng nói hơi run rẩy chủ, chủ nhân, thật sự là anh ạ. Ông Độ đã thông báo cho tôi rồi, ông ấy nói rằng anh sẽ tới Tô Thành, không biết bây giờ anh ở đâu, tôi đến đón anh. Tôi đang ở Đại học Tô Thành, anh có biết hiệu trưởng trường này không? Lâm Thanh Diện hỏi. Biết ạ, à, tôi vừa mới tài trợ 600 tỷ cho trường này, hiệu trưởng Đại học Tô Thành rất muốn kết thân với tôi, chủ nhân, không biết là có chuyện gì vậy ạ. À? Vậy thì tốt, bây giờ anh lập tức tới Đại học Tô Thành đi tôi ở văn phòng hiệu trưởng chờ anh. Nói xong Lâm Thanh Diện cúp máy. Trông có vẻ rất ra dáng đấy, anh nghĩ mình gọi bừa vài người tới là có tư cách thương lượng với hiệu trưởng à. Nói cho anh biết, đây là đại học, không phải là nơi các người có thể hù dọa người khác bằng nắm đấm. Nếu anh dám làm gì chúng tôi thì sẽ có pháp luật trừng trị. Trương Bách phát hết vào mặt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười với bọn họ rồi nói, tôi sẽ nói lý với các anh, hy vọng đến khi đó các anh vẫn phát huy được tinh thần không biết xấu hổ, chết không chịu thừa nhận này của mình là được. Anh nói ai không biết xấu hổ, Trương Minh lập tức chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ tức giận. Hiệu trưởng tức giận ngồi trở lại ghê, bây giờ ông ta cũng muốn xem xem Lâm Thanh Diện có thể gọi ai tới. Ông ta vừa mới kết thân được với doanh nhân số một tô thành trình quân, có quan hệ với trình quân thì ông ta ở tô thành này chẳng phải sợ ai hết lục hân giao không ngờ mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn đã đến mức cô không thể tưởng tượng được cô bước đến gần lâm thanh diện nói với vẻ đây lo lắng anh lâm thanh diện chúng ta thật sự phải đối đầu với họ như vậy sao lâm thanh diện cười nói đây không phải là đối đầu chỉ là để cho họ nhận ra sai lầm của mình thôi em đừng lo lắng anh đã nói sẽ giúp em giải quyết phiền phức thì sẽ không nuốt lời đâu lục hân giao chỉ đành gật đầu đứng sang một bên yên lặng chờ đợi sau khoảng 20 phút, bên ngoài vọng lại tiếng có bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa. Lâm Thanh Diện bước tới, mở cửa ra thì thấy Trình Quân đang đứng bên ngoài, phía sau anh ta còn có năm sáu vệ sĩ cường tráng, khỏe mạnh. Chủ, cậu chủ, tôi tới muộn một chút, xin anh thứ lỗi. Trình Quân vốn định gọi Lâm Thanh Diện là chủ nhân, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thanh Diện thì lập tức đối lại. Vào đi, Lâm Thanh Diện thản nhiên nói. Hư một kẻ quê mùa lỗ máng thì có thể gọi được ai tới, chuyện hôm nay không thương lượng được đâu, hiệu trưởng nói rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Khi nhìn thấy người bước vào, ông ta lập tức sững sờ. Trương Bách Phát và Trương Minh cũng đều mang vẻ mặt kinh ngạc, Trình Quân là doanh nhân nổi tiếng ở Tô Thành, gần như ngày nào TV cũng đưa tin về người này, sao họ có thể không biết diện mạo của Trình Quân. Không ngờ tên này lại tìm được Trình, Trình Quân tới, tôi hoa mắt rồi à, có phải tôi nhìn nhầm không? trương bách phát không dám tin vào mắt mình làm sao có thể trình quân là ông chủ lớn sao có thể dành thời gian đến đây hơn nữa còn nế mặt tên đó nữa chứ sao có thể gọi một cuộc thôi đã gọi được trình quân tới rồi trương minh cũng run giọng nói sau khi nhìn thấy người tới trong lòng hai người đều có cảm giác lo lắng sau khi ngơ ra vài giây hiệu trưởng nhanh chóng đứng dậy đi về phía trình quân nở nụ cười thật tươi nói anh trình sao anh lại tới trường chúng tôi vậy chẳng phải chúng ta vừa mới gọi điện sao? Anh tới sao không nói với tôi một tiếng? Tôi tới để gặp thiếu gia, không cần phải thông báo với anh." Trình Quân nhàn nhạt nói. Hiệu trưởng và hai người Trương Bách Phát, Trương Minh nghe thấy xưng hô của Trình Quân với Lâm Thanh Diện thì đều hít vào một ngụm khí lạnh. "Cậu chủ?" Trình Quân lại gọi một người đàn ông bình thường, kiên trì đòi lại công bằng cho Lục Hân Dao này là cậu chủ. Rốt cuộc tên này có thân phận gì? Là cậu chủ của nhà nào? trong đầu ba người đều hiện lên vô số câu hỏi, nhưng Trình Quân đương nhiên sẽ không giải đáp thắc mắc của họ. Trình Quân quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện hỏi, cậu chủ, không biết anh gặp phải rắc rối gì ở đây ạ? À? Lâm Thanh Diện liếc nhìn ba người hiệu trưởng, lạnh lùng nói, hai người này liên quan đến việc lừa gạt em gái tôi, lừa cô bé ký hợp đồng để gài bay, đồng thời còn vụ oan làm hỏng thanh danh cô ấy. Vừa nãy tôi hỏi thì hai người họ đều không thừa nhận, nên tôi cần sử dụng tới lực lượng của anh ở tô thành để điều tra kỹ lưỡng vấn đề này, tìm ra tất cả chứng cứ. Vâng, cậu chủ, chuyện này cứ để tôi lo. Trình Quân đáp lời. Vẻ mặt trương bách phát và trương minh đều thay đổi. ở tô thành này, Trình Quân có lực lượng thế nào ai cũng biết. Nếu anh ta điều tra chuyện này thì có lẽ chưa tới một ngày đã tìm được đủ chứng cứ. Ban đầu bọn họ cho rằng lục hân giao dễ lừa, hơn nữa không có ra thế gì, cho nên cũng không chú ý tới quá nhiều chi tiết nhỏ dù sao họ cũng chưa từng nghĩ một đại gia như Trình Quân lại định điều tra chuyện này. Đương nhiên, tôi không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy, tôi sẽ cho hai người một cơ hội nữa để chủ động thừa nhận, nếu hai người có thể chủ động nói ra tội ác của mình thì tôi có thể làm cho các người bớt đau đớn. Nếu không tôi cũng có một loạt phương pháp rất kích thích để xử lý đấy, các người không muốn chịu trừng phạt đâu, Lâm Thanh Diện nói tiếp. Khi nghe Lâm Thanh Diện nói lời này, người Trương Bách Phát và Trương Minh đều run lên. Vị này, chủ nhiệm trương là trụ cột của trường chúng tôi, không thể làm chuyện như cậu nói. Nếu cậu muốn điều tra rõ ràng thì trường chúng tôi có thể phối hợp với cậu, như vậy cũng có thể cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng. Hiệu trưởng nói với Lâm Thanh Diệt, giọng điệu đã khách sáo hơn nhiều. Cho đến giờ, hiệu trưởng vẫn chưa từng hoài nghi trương Bách Phát. Sắc mặt Trương Bách Phát và Trương Minh đều trở nên kỳ lạ, họ tiến thoái lưỡng nan một lúc, hai người nhìn nhau dường như đang hỏi nhau phải làm gì. Trương Minh nghẹn họng, nghĩ thầm dù có điều tra cũng chưa chắc đã phát hiện ra điều gì chỉ cần đến khi đó không thừa nhận là được ngay khi cậu ta định mở miệng bày tỏ thái độ thì trương bách phát đã nói thẳng tôi thừa nhận chuyện này tôi làm không đúng nhưng trương minh làm nhiều điều hơn tôi chỉ giúp cậu ấy đe dọa lục hân giao thôi cậu ấy mới là thủ phạm chính trương minh ngay lập tức chết lặng không ngờ trương bách phát không chỉ thừa nhận mà còn đâm mình một dao hiệu trưởng nghe xong lời trương bách phát thì cũng ngạc nhiên ông ta vẫn luôn cực kỳ tin tưởng chủ nhiệm, không ngờ anh ta lại thật sự làm chuyện vô liêm sỉ này. Vừa nãy ông ta còn cố hết sức để bảo vệ anh ta, mà anh ta làm vậy rõ ràng là đang vả vào mặt ông một cái rất đau. Tên già khốn kiếp này, ông bảo tôi là thủ phạm chính là có ý gì? Chẳng lẽ ông chưa từng nghĩ muốn được ngủ cùng Lục Hân giao sao? Nếu cô ta đưa 900 triệu thì ông chẳng phải ông cũng được một nửa sao? Trương Minh đỏ mắt nhìn Trương Bách Phát, suýt nữa đã động thủ. Trương Minh, cậu phải hiểu cho tôi, tôi còn có gia đình, nếu để gì cậu biết chuyện này thì chắc chắn sẽ lột ra tôi, cho nên tôi không thể mạo hiểm, Trương Bách Phát nói. Khi về tôi sẽ nói với gì, chuyện này ông không giấu được đâu. Trương Minh tức giận thở hốn hển. Đủ rồi, Lâm Thanh Diện hừ lạnh. Hai người lập tức dừng lại, Trương Bách Phát quay người lại nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó quỳ xuống trước mặt anh, người anh em, cậu đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tôi đi, trên tôi còn mẹ già, dưới còn con nhỏ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì danh tiếng của tôi sẽ bị hủy hoại, sau này không còn mặt mũi nào gặp người khác. Anh cũng biết là cần mặt mũi, vậy khi anh và Trương Minh vu không em gái tôi sao không nghĩ đến thanh danh của nó? Lâm Thanh Diện hét lên. Trương Bách Phát lập tức im lặng, biết sai lầm này của mình không thể bù đắp. Trương Minh cũng vội vàng quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Diện, câu xin tha thứ, anh à, em biết sai rồi, em không nên đối xử với hân giao như thế, sau này em nhất định sẽ hối cải, xin hãy tha cho em, em sẽ xé bỏ hợp đồng, sau này em sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn hai người rồi lên tiếng, các người đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh hân giao, chuyện này các người cần phải đủ đắp. Ngày mai hai người giải thích rõ ràng sự việc trước toàn trường thì tôi sẽ tha cho hai người, nếu không hai người đợi bị tống vào tù đi. Cả Trương Bách Phát và Trương Minh đều mặt đen như than, biết rằng đây là kết cục tốt nhất cho mình. Nói xong, Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn hiệu trưởng, lạnh lùng nói, bây giờ ông còn muốn nói gì không? chương 382, lấy danh nghĩa của cô. Hiệu trưởng xứng sờ tại chỗ, hồi lâu cũng không có phản ứng lại, ngơ ngác nhìn Trương Bách Phát, trong lòng có nỗi xúc động muốn xông lên đánh anh ta một trận. Ông ta vốn tưởng rằng Lâm Thanh Diện chỉ tới gây rối nên mới luôn nói giúp Trương Bách Phát, nhưng bây giờ cả hai người Trương Bách Phát và Trương Minh đều đã thừa nhận sai lầm của mình, vậy thái độ trước đó của ông ta thật sự là bao che cho Trương Bách Phát. Điều quan trọng nhất là, người Lâm Thanh Diện gọi tới lại là xí nghiệp gia lớn nhất Tô Thành, với địa vị của trình quân thì lực lượng anh ta có thể tập hợp được là điều không thể tưởng tượng nổi, cho dù nói anh ta là người mạnh nhất Tô Thành cũng không quá đáng. Hơn nữa mới đây không lâu Trình Quân còn hứa sẽ tài trợ 600 tỷ cho trường, có 600 tỷ này ông ta mới có thể phát triển mạnh một số dự án của trường, chỉ khi thực hiện xong những dự án này thì ông ta mới có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn. Bây giờ Trình Quân là người nắm giữ huyết mạch của ông ta, nếu chọc giận Trình Quân thì ông ta sẽ không có kết quả tốt. Trương Bách Phát, anh là chủ nhiệm hội học sinh mà lại có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ thế này, trường chúng ta sao lại có một tên cặn bã như anh chứ? Hiệu trưởng giận dữ hét lên với Trương Bách Phát. Trương Bách Phát co rụt cổ lại, bây giờ anh ta đã không thể nổi giận được nữa, chỉ có thể im lặng đứng im tại chỗ, cho dù hiệu trưởng mắng gì thì anh ta cũng không dám phản bác lại. Cả cậu nữa, là học sinh của Đại học Tô Thành mà không học hành cho tử tế, suốt ngày chỉ biết nghĩ những chuyên linh tinh. Hân Giao là học sinh ba tốt của trường chúng mà cậu lại làm chuyện này với cô ấy, cậu cũng không xứng được ở lai trường chúng tôi. Hiệu trưởng lại quay sang mắng Trương Minh. Trương Minh cũng như Trương Bách Phát, đã bị Lâm Thanh Diện và Trình Quân dọa sợ từ lâu, nghe hiệu trưởng mắng như vậy còn lùi về sau hai bước. Sau khi mắng hai người xong, hiệu trưởng quay lại nhìn Lâm Thanh Diện và Lục Hân Giao với vẻ hổ thẹn. Thực sự xin lỗi, tôi không ngờ trường mình lại có loại cặn bã như thế này. Trường Bách Phát là một kẻ đạo đức giả, diễn xuất quá tốt nên tôi cũng bị anh ta lừa. Mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho hai người. Trường chúng tôi sẽ không bao giờ nhân nhượng cho loại cặn bã này, hiệu trưởng nói với vẻ vô cùng áy náy. Lâm Thanh Diện bĩu môi, anh nói, so với bọn họ thì ông cũng chỉ là kẻ tạm người nửa cân mà thôi, nếu ông thật sự muốn đòi lại công bằng cho hân giao thì đã không nghe lời nói một phía từ hẳn. Hiệu trưởng thở dài, biết rằng lần này mình thực sự đã làm sai. Lâm Thanh Diện quay lại nhìn Trình Quân, hỏi, anh nói muốn tài trợ 600 tỷ cho Đại học Tô Thành. Trình Quân gật đầu rồi nói, ban đầu tôi định quảng bá nền giáo dục của Tô Thành, tôi cũng không biết nhân phẩm của hiệu trưởng trường này lại kém như vậy, tôi sẽ rút lại số tiền này. Không cần, Lâm Thanh Diện nói, cần phải thúc đẩy giáo dục phát triển, số tiền này không cần rút lại, chỉ là tiền quyên góp không thể có bất kỳ quan hệ gì với hiệu trưởng. Số tiền này lấy danh nghĩa Lục Hân giao, thành lập một quỹ hỗ trợ học sinh nghèo để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có thành tích học tập xuất sắc. Nhớ kỹ, khoản quyên góp này không được có bất kỳ liên quan đến hiệu trưởng. Vâng thưa cậu chủ, Trình Quân lập tức đồng ý. Hiệu trưởng mặt xám xịt như cho mặc dù Lâm Thanh Diện không yêu cầu trình quân rút lại tiên về, nhưng Lâm Thanh Diện đã nhãn mạnh rằng số tiền này không liên quan gì đến hiệu trưởng, hơn nữa còn lấy danh nghĩa của Lục Hân Giao để thành lập quỹ, vậy nghĩa là không còn bất kỳ quan hệ gì với công trạng của ông ta nữa. Ông ta giữ chức hiệu trưởng này đã nhiều năm, năm nay cũng là năm cuối cùng ông ta có cơ hội được thăng chức, hết năm nay sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng ông ta cũng không còn cách nào, dù sao cũng là ông ta tự tìm lấy cái chết, chẳng ai có thể cứu được cả. Lục Hân Giao nghe Lâm Thanh Diện nói muốn lấy danh nghĩa của mình để thành lập quỹ 600 tỷ thì sợ hãi, vội vàng nói, anh Lâm Thanh Diện, chỉ cần giải thích rõ ràng chuyện này là được, không cần phải lập quỹ đứng tên em. Lâm Thanh Diện mỉm cười với Lục Hân Giao, anh nói, đây có thể coi là sự đền bù cho em, như vậy cũng có lợi cho việc học của em, em đừng từ chối. Nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, Lục Hân Giao chỉ đành gật đầu. Sau đó Lâm Thanh Diện cảnh cáo Trương Bách Phát và Trương Minh một lượt, yêu cầu họ làm rõ chuyện này trước toàn trường vào ngày mai. Nếu hai người họ không tới thì dù có phải tìm chân trời góc bể, Lâm Thanh Diện cũng sẽ tìm được họ về. Có trình quân ở đây gian đe, Trương Bách Phát và Trương Minh dù có trăm lá gan cũng chẳng dám bỏ chạy, vì họ biết rõ cho dù có chạy trốn thì trình quân cũng sẽ có cách bắt họ về. Sau khi thu xếp xong mọi việc cho ngày mai, Lâm Thanh Diện đưa Lục Hân Giao ra khỏi văn phòng, bây giờ đã là buổi trưa, Lâm Thanh Diện định đưa Lục Hân Giao đi ăn chút gì đó. Trình Quân vốn định giúp Lâm Thanh Diện sắp xếp nhưng Lâm Thanh Diện nhìn ra được Lục Hân giao không tự nhiên lắm nên bảo Trình Quân đi trước rồi anh mới đưa cô đi tìm chỗ ăn. Trước khi rời đi, Trình Quân nói với Lâm Thanh Diện rằng tối nay anh ta sẽ tổ chức buổi từ thiện, mời Lâm Thanh Diện tới tham gia. Lâm Thanh Diện cũng không từ chối, nghĩ rằng mình mới đến đây thì cũng phải tìm Trình Quân để tìm hiểu tình hình bên này, dù sao tối nay anh không có việc, tham dự tiệc tối cũng được. Trình quân lập tức nói cho Lâm Thanh Diện địa điểm tiệc tối, bảo tối nay anh gọi cho mình là được, đến khi đó anh ta sẽ ra đón. Nói xong, trình quân rời khỏi trường học. Lâm Thanh Diện dẫn Lục Hân Giao đi về nơi mình đậu xe, nghĩ đến ở trường Lục Hân Giao sống tiết kiệm nên cũng chẳng được ăn gì tử tế, vì thế anh định đưa cô đi ăn một bữa lớn, nhận tiện an ủi cô. Trên đường đi, Lục Hân Giao cúi đầu, đan hai tay vào nhau, có vẻ hơi căng thẳng, ngay cả doanh nhân lớn của tô thành là trình quân ở trước mặt lâm thanh diện cũng cung kính như vậy mà cô còn đi cạnh anh đương nhiên hơi áp lực em không cần phải căng thẳng như vậy cứ bình thường đi không phải anh đã nói em là em gái anh rồi sao chị tôn đã là một thành viên trong gia đình tụi anh thì em cũng được coi là một người trong gia đình anh đừng khách sáo thế lâm thanh diện cười nói lục hân giao hít sâu một hơi sau đó gật đầu với lâm thanh diện nói cảm ơn anh lâm thanh diện em nhất định sẽ chăm chỉ học tập tìm cơ hội báo đáp anh trong tương lai. Em không cần báo đáp anh, em chỉ cân đối xử tốt với mẹ mình là được. Hai người đi trên đường thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, thời gian này vì những tin đồn mà Lục Hân Giao đã trở thành người nổi tiếng trong trường. Mọi người mau ra nhìn này, đây chẳng phải Lục Hân Giao sao? Người đàn ông đi cùng cô ta là ai vậy? Không phải là khách cô ta mới nhận đó chứ? Mẹ nó, bây giờ Lục Hân Giao nhận khách còn quang minh chính đại vậy sao? đúng là quá không biết xấu hổ, thật mất uy tín trường học chúng ta quá. Chật chật, loại người này cần bị đuổi học, trường chúng ta cũng là một trường có danh tiếng, sao có thể để cho loại người này ở lại chứ? Khi Lục Hân Giao nghe những lời bình luận từ xung quanh, mặt lập tức trở nên xám xịt, cô muốn tìm một chỗ để chui vào. Lâm Thanh Diện quay lại nhìn cô, mặc kệ họ nói gì, ngày mai mọi người sẽ biết chân tướng sự việc, em chỉ cần không thẹn với lòng là được. Lục Hân Giao gật đầu, sau đó nhanh chóng đi theo Lâm Thanh Diện ra khỏi trường học. Không ít người đi theo họ suốt từ cổng trường đến nơi Lâm Thanh Diện đỗ xe. Lúc này một cô gái trong đám đông bước ra đi về phía hai người, đó chính là bạn cùng phòng của Lục Hân Giao Uông Diểu Diểu. Uông Diểu Diểu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện bên cạnh Lục Hân Giao để đánh giá, sau đó nói xoáy, yo, Lục Hân Giao, định đi kiếm tiền à? Xem ra mày chẳng hề để tâm đến những bức ảnh trong điện thoại Trương Minh nhỉ. Đúng là con điếm thối không biết xấu hổ, chương 383, tôi là người mà cô chọc không nổi. Lục Hân Giao không ngờ lại có thể gặp Uông Diểu Diểu ở nơi này, hơn nữa sau khi nghe xong lời nói của cô ta, cô bất giác nắm chặt tay lại. Uông Diểu Diểu, những tấm ảnh trong tay Trương Minh có phải là cô chụp không? Lục Hân Giao hỏi, sao, cô lắng lơ như vậy, tôi chụp hai tấm thì làm sao, dù sao đối với chuyện này của cô, tôi cũng tương đương với việc giúp cô nổi tiếng rồi, cô phải nên cảm ơn tôi mới đúng, Uông Diểu Diểu không cảm thấy có gì sai khi chụp ảnh người khác đang tắm. Cô, cả người lục hân giao run lên vì bị Uông Diểu Diểu chọc giận, mặt cô ta đỏ bừng, rõ ràng là cô ta còn tức giận với Uông Diểu Diểu hơn Trương Minh và Trương Bạch Phát. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, ngăn ở trước người lục hân giao, lạnh lùng nói, cô từ đâu mà học được tính tình của những đứa trẻ hoang kia, vô học như vậy, không có cha mẹ dạy dỗ sao. Uông Diểu Diểu nghe Lâm Thanh Diện nói cô ta là một đứa trẻ hoang, sắc mặt cô ta chợt trầm xuống, vừa rồi cô ta không để ý đến Lâm Thanh Diệt, cô ta nghĩ đó chỉ là khách của Lục Hân Giao, nhưng không ngờ người này còn nói thay Lục Hân Giao. Anh nói ai không có học, chẳng lẽ bỏ tiền ra tìm loại người như cô ta là có học à, tìm gái thì đi tìm gái, lại còn nói thay cho cô ta, chẳng lẽ anh nghĩ đây là chỗ quay phim, thật não tàn, Uông Diểu Diểu chửi rủa Lâm Thanh Diệt tôi khuyên cô nên giữ miệng mình sạch sẽ một chút, hân giao là em gái của tôi, chuyện của nó ngày mai sẽ được trong sạch, nếu cô lại nói lời thô lỗ, đừng cho rằng tôi sẽ khách sáo với cô, lâm thanh diện lạnh lùng nói. Uông diểu diểu ngay lập tức bùng nổ, hét lên, anh con em mờ sao nó là cái thá gì mà ở đây dám nói chuyện với tôi như vậy, anh có biết tôi là ai không? Tôi là cô cả của nhà họ Uông, anh nên đi tìm hiểu xem, ở Tô Thành có ai dám nói chuyện với tôi như thế này không? Bất kể cô là người của nhà nào, tôi cũng là người mà cô không nên chọc đến, đừng tưởng rằng tôi đang nói đùa với cô." Giọng nói của Lâm Thanh Diện từ từ lộ ra một tia sát khí, một luồng hơi thở vô hình xuất hiện, gây ra một áp lực khó tả cho Uông Diểu Diểu. Uông Diểu Diểu hơi kinh ngạc nhìn người trước mặt, không biết vì sao trong lòng cô ta theo bản năng sợ hãi, chỉ cần cô ta nói thêm một lời, người này thật sự sẽ trực tiếp giết chết cô ta nỗi sợ hãi vô hình này khiến cô ta không thể tiếp tục hét vào mặt lâm thanh diện nữa trong lúc nhất thời không biết phải làm sao lục hân giao duỗi tay kéo lâm thanh diện nói anh thanh diện đừng quan tâm đến cô ta cô ta chỉ là bạn cùng phòng của em thôi tính khí hơi nóng này anh không phải muốn đưa em đi ăn tối sao chúng ta đi thôi cô ta biết gia cảnh của uông diều diều không đơn giản nếu lâm thanh diện tiếp tục cãi nhau với cô ta có thể sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn Lâm Thanh Diện lúc này mới rời mắt khỏi Uông Diểu Diểu, xoay người đi đến cửa xe, ngồi vào trong với lục hân dao. Mãi đến khi hai người lên xe, Uông Diểu Diếu mới hồi phục lại nỗi sợ hãi vừa rồi, nhìn chiếc xe Santana cũ nát của Lâm Thanh Diện, trong lòng lập tức bùng lên cơn giận. Một người lái loại xe nát bét này lại dám hù dọa tôi như vậy, anh thật sự cho rằng mình là người có quyền lực sao? Thật là tức chết tôi, không phải chỉ là một tên ba ẩn cùng thôi sao? Còn giả bộ với ai? Uông diều diều hét lên. Lâm thanh diện phớt lờ cô ta, trực tiếp lái xe rời khỏi đây. Uông diều diều rậm chân tại chỗ, nắm chặt quả đấm, sau đó nhặt một viên đá trên mặt đất ném về phía trước, đáng tiếc xe đã lái đi xa, viên đá ném ra căn bản không đụng đến được. Anh chờ đó, đồ đáng chết, đừng để tôi đụng phải anh, lục hân dao, đồ khốn kiếp, sau này có tôi ở đây, cô đừng nghĩ tiếp tục vào trường học. Tối nay, Ba tôi sẽ tham dự bữa tiệc từ thiện của ông chủ trình khi ông ấy hợp tác với ông chủ trình rồi. Kể từ bây giờ, nhà họ ôm của tôi cũng coi như là đã có ràng buộc với ông chủ trình ở tô thành này rồi. Ở tô thành này, ông chủ trình muốn dọn sạch một người hay chơi với anh ta. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ cho các người biết thế nào là lễ đội. Sau khi Lâm Thanh Diện đưa Lục Hân giao ra khỏi trường, anh đến trung tâm tô thành và tìm một trung tâm mua sắm lớn, rồi đưa Lục Hân giao đi ăn. Có thể thấy. Lục Hân Giao không có quá nhiều tiền để đến những nơi như vậy, nên khi đến trung tâm mua sắm, khuôn mặt cô ta tràn đầy tò mò. Sau khi ăn xong, Lâm Thanh Diện đưa Lục Hân Giao đến khu vui chơi để chơi trò chơi một lúc, dẫn cô ta đi gắp thú bông. Lục Hân Giao chưa bao giờ chơi trò này, mặc dù chỉ tốn 6.000 cho một lần gắp thú, nhưng đối với Lục Hân Giao mà nói, 6.000 đồng là đủ cho một bữa sáng. Cô ta không thể chịu nổi khi sử dụng 6.000 để chơi trò chơi gắp thú này lâm thanh diện đã mua rất nhiều xu cho lục hân giao để cô ta gấp đủ một lần mặc dù chỉ tốn mấy chục nghìn cho trò chơi nhưng cô ta cũng gấp được ba con gấu bông nhìn ấn đường của lục hân giao giãn ra lâm thanh diện cảm thấy số tiền bỏ ra là xứng đáng sau khi chơi ở trung tâm thương mại một lúc lâm thanh diện đưa lục hân giao đi tìm một nơi yên tĩnh trò chuyện với cô ta về cuộc sống đại học lâm thanh diện nghe được những lời nói của lục hân giao về cuộc sống ở trường không hề dễ dàng lục hân giao cũng giống như nhân cơ hội này để bộc bạch nỗi lòng của mình và nói ra tất cả những phiên muộn trong lòng lâm thanh diện xem như làm chỗ để chút tâm sự cả buổi chiều để cho lục hân giao trút bỏ cảm xúc của mình đến buổi tối lâm thanh diện hỏi lục hân giao có muốn đi dự tiệc từ thiện với anh không ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon lục hân giao hơi ngại ngùng dù sao cô ta cũng chưa bao giờ đến một nơi như vậy nhưng lâm thanh diện nói rằng cô ta chỉ cần đi ăn là được không cần gì nữa với lời mời liên tục của Lâm Thanh Diện, Lục Hân Giao đã đồng ý. Lâm Thanh Diện thấy trang phục của Lục Hân Giao không phù hợp với buổi từ thiện, vì vậy đưa cô ta đi mua mấy bộ quần áo đẹp. Khoảng 8 giờ tối, Lâm Thanh Diện lái xe đưa Lục Hân Giao đến địa điểm tổ chức bữa tối từ thiện, anh đỗ ở một bãi đậu xe gần đó, khi anh bước ra, bảo vệ ở bãi đậu xe đã hỏi anh đến đây làm gì, phải đăng ký trước. Tôi đến đây để tham dự bữa tối từ thiện, Lâm Thanh Diện nói người bảo vệ lập tức cười và nói đừng làm rộn nữa anh bạn những người đến dự tiệc từ thiện tối nay đều là những người lớn ở tô thành cậu đã nhìn thấy những chiếc xe sang đậu ở đó chưa những người có thể tham dự bữa tối kiểu này đều đi loại xe này cậu thấy cậu đang lái xe gì không đừng đùa nữa lâm thanh diện cười nói tôi thật sự tới bữa tiệc từ thiện tôi không nói dối thấy lâm thanh diện kiên trì nói như vậy bảo vệ sốt ruột nói được 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 biết cậu đến tham gia bữa tiệc từ thiện đêm nay cậu vẫn là nhân vật chính đi nhanh đi đừng chặn xe phía sau lâm thanh diện không nói gì sau đó dẫn lục hân giao đi về phía khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc anh thanh diện rõ ràng anh lợi hại như vậy ngay cả ông chủ lớn như trình quân cũng đối xử với anh rất kính nể vì sao biểu hiện của anh lại khiêm tốn như vậy biểu hiện của anh rất khiêm tốn à lâm thanh diện nghi ngờ nói lục hân giao gật đầu và nói em cảm thấy với thân phận của anh không nên lái xe như thế này những thứ này chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, những người không có thực lực mới dùng những đồ này để chống đỡ tình cảnh của mình, Lâm Thanh Diện cười nói. Lục Hân giao trầm ngâm gật đầu, cảm thấy những gì Lâm Thanh Diện nói rất có lý, như vậy xem ra, Lâm Thanh Diện là một người thực sự có năng lực, nói và làm như một bậc cao thủ thật sự. Hai người cùng nhau đi tới cửa khách sạn, người phục vụ kiểm tra thư mời nhìn thấy Lâm Thanh Diện và Lục Hân Giao, lập tức nghỉ ngờ nói, xin lỗi, chỗ này của chúng tôi là nơi tổ chức bữa tiệc từ thiện, hai người có thể đã đi nhầm chỗ rồi, hai người muốn ăn thì có thể đến phố ăn vặt đối diện. Lâm Thanh Diện bất lực thở dài, xem ra có đôi khi quá mức khiêm tốn cũng không tốt. Chúng tôi đến đây để tham dự bữa tiệc từ thiện, Lâm Thanh Diện nói. Ô, vậy làm ơn cho tôi xem thư mời của anh, người phục vụ nhìn Lâm Thanh Diện từ trên xuống dưới, hiến nhiên không tin rằng anh đủ tư cách tham dự một bữa tiệc quy cách này. Lâm Thanh Diện lúc này mới nhớ tới mình không có thư mời, là trình quân mời bằng miệng. Anh nhìn chăm chăm vào người phục vụ và nói, chờ một chút, tôi đi gọi điện thoại, trình quân mời tôi đến, anh ta không đưa thư mời cho tôi. Người phục vụ nghe xong lời nói của Lâm Thanh Diện, trong lòng đột nhiên lộ ra một chút khinh thường, cho rằng người này quá làm bộ rồi, còn nói được trình quân mời, người như anh ta cũng xứng làm bạn của trình quân. Đừng có đùa giỡn ở đây, ảnh hưởng đến khách của chúng tôi đi vào, anh mau rời đi càng sớm càng tốt, không có thư mời, thì ai mời anh cũng đều không được. Uông Diểu Diểu lúc này cũng tới cửa khách sạn, nhìn thấy Lâm Thanh Diện cùng Lục Hân Giao đứng ở cửa, cô ta sửng sốt một chút, sau đó bước nhanh qua đó. chương 384, bây giờ chúng tôi có thể đi vào được chưa? Ừm, tôi không hề nói đùa, đúng là chính quân mời tôi tới đây, tôi gọi điện thoại cho anh ta là anh sẽ biết ngay thôi, Lâm Thanh Diện cảm nhận được thái độ của nhân viên phục vụ cũng không tức giận mà chỉ kiên nhẫn giải thích. Rõ ràng là nhân viên phục vụ không tin Lâm Thanh Diện có số điện thoại của Trình Quân, Trình Quân là doanh nhân nổi tiếng nhất ở Tô Thành này, bữa tiệc từ thiện giả dạ tiệc nay chính là do anh ta tổ chức, bình thường những nhân vật lớn như vậy mời người khác tham gia tiệc rượu sẽ không mời không bằng miệng mà ít nhất sẽ gửi tới thư mời. Hơn nữa nhìn qua hai người Lâm Thanh Diện và Lục Hân giao thật sự là quá bình thường người tới tham gia bữa giả tiệc nay ai mà không lộng lẫy trói mắt chứ, thật sự là hai người bọn họ nhìn không hợp với cấp bậc của bữa giả tiệc nay. Lục Hân Giao, sao tiện nhân như cô lại xuất hiện ở đây, cô đừng nói với tôi là cô cũng tới tham gia giả tiệc hôm nay nhé, còn cả cái tên nhân tình này của cô nữa, tới đây làm gì, đây là giả tiệc từ thiện mà người giả bị đâm như anh ta cũng tới được sao. Uông Diểu Diểu đi đến bên cạnh Lâm Thanh Diện và Lục Hân Giao, kỳ lạ nói một câu. Lục Hân giao quay đầu lại nhìn về phía Uông Diểu Diểu, cô ta không ngờ sẽ gặp phải Uông Diểu Diểu ở đây hơn nữa lại còn trong tình trạng đang bị nhân viên phục vụ ngăn lại như vậy nữa, trong phút chốc Lục Hân giao vô cùng xấu hổ. "Cô Uông, hai người kia nói mình được ngài Trình Quân mời tới nhưng bọn họ lại không đưa ra được thư mời, xin hỏi cô có biết hai người bọn họ không? Nếu như bọn họ thật sự được ngài Trình Quân mời tới vậy thì tôi sẽ để cho bọn họ đi vào." Nhân viên phục vụ nhận ra Uông Diểu Diểu nên lập tức hỏi một câu sau khi Uông Diểu Diểu nghe thấy nhân viên phục vụ nói như vậy cười lên ha hả giống như nghe được trò cười nào ghê gớm lắm, tiếng cười to đó cũng lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của những người xung quanh. Mọi người tới đây xem đi, hai người kia nói là mình được Ngài Trình Quân mời tới nhưng lại không đưa ra được thư mời, buồn cười chết tôi rồi, đầu. Năm nay thật sự là chuyện gì cũng có thể xảy ra được, người giả mạo mà cũng có thể tới giả tiệc từ thiện của người ta được nữa, Uông Diểu Diểu lớn tiếng hô một câu lập tức có không ít người xung quanh nhìn về phía bọn họ, tất cả đều đang đánh giá Lâm Thanh Diện và Lục Hân Giao và phát hiện ra quả thực hai người kia không giống như người có thể tham gia được loại tiệc rượu như thế này. Người đàn ông này lái một chiếc Santana gần như đã tàn, mọi người lại nhìn cách ăn mặc của anh ta đi, loại người này làm sao có thể có tư cách tới tham gia tiệc rượu của ngài trình quân tổ chức được chứ? Người phụ nữ này là bạn cùng phòng của tôi, ở trường học có rất nhiều tin đồn về cô ta, nói cô ta là đô không đứng đản chỉ thích đi quyến rũ đàn ông, mọi người cảm thấy ngài trình quân sẽ mời loại người này tới tham gia giả tiệc ư. Mặt mũi uông diếu diều cực kỳ khinh thường giới thiệu Lâm Thanh Diện và Lục Hân Giao với mọi người xung quanh, cô ta muốn bọn họ mất hết mặt mũi không thể tiếp tục chờ đợi ở chỗ này được nữa. Sau khi mọi người xung quanh nghe xong lời uông diếu diều lập tức cũng bắt đầu nghị luận ẩm, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện và Lục Hân Giao đều trở nên kỳ lạ hơn rất nhiều lại còn có ý định trà trộn vào giả tiệc của ngài trình quân cơ đấy, thật sự là buôn cười mà, thậm chí ngay cả việc tham gia giả tiệc cần thư mời bọn họ cũng không biết. Có phải người nào cũng có thể tùy tiện tham gia giả tiệc từ thiện của ngài trình quân được đâu, một người chỉ đi chiếc xe Santana tàn lại còn muốn trà trộn đi vào, thật sự cho rằng tự lừa dối bản thân mình là thật sự có thể trở thành người thượng lưu à. Mau đuổi bọn họ đi đi, để loại người này xuất hiện ở giả tiệc thực sự là đang hạ thấp thân phận của chúng ta đấy, mau hỏi bảo vệ tới nhanh lên, tôi không muốn ở cùng loại người này thêm một giây phút nào nữa. Nhìn thấy người xung quanh bắt đầu châm biếm lâm thanh diện và lục hân dao, trên mặt uông diểu diểu lộ ra một nụ cười đắc ý. Lục hân dao vô cùng xấu hổ, trường hợp này cô ta hoàn toàn không biết phải ứng đổi như thế nào nên chỉ có thể quay đầu qua nhìn lâm thanh diện đang đứng bên cạnh một chút. Cô ta nhìn thấy Trình Quân mời Lâm Thanh Diện tham gia giả tiệc cho nên cô ta biết Lâm Thanh Diện không hề nói dõi, chỉ có điều bị nhiều người chỉ trích như vậy, cô ta cũng hơi luống cuống. Hiển nhiên là Lâm Thanh Diện cũng hơi tức giận, Uông Diểu Diểu này bịa chuyện linh tỉnh như vậy khiến trong lòng anh hơi khó chịu. Nhưng anh không phản ứng lại Uông Diểu Diểu, mà là gọi điện thoại cho Trình Quân. Chỉ cần gọi được Trình Quân đến đây thì vẻ đắc ý của Uông Diểu Diểu sẽ tự sụp đổ. Vốn Uông Diểu Diểu vẫn còn muốn tiếp tục châm chọc Lâm Thanh Diện và Lục Hân giao thêm vài câu, nhưng lúc này ở khách sạn bên cạnh có mấy thanh niên vây vẫy tay với cô ta bảo cô ta nhanh chóng đi vào trong uông diều diều trả lời mấy người kia một câu sau đó quay đầu lại nói với nhân viên phục vụ kia mau đuổi hai người này đi đi nếu mà bị ngài trình quân nhìn thấy thì người xui xẻo sẽ là anh đấy nói xong cô ta nhanh chóng đi vào bên trong chờ uông diều diều đi vào trong rồi nhân viên phục vụ kia cũng mất hết kiên nhẫn nhìn hai người một cái lạnh lùng nói là tôi đuổi hai người đi hay là hai người tự đi đây, nếu như hai người cứ cố chấp ở lại đây thì cũng đừng trách tôi không khách sáo. Lúc này Lâm Thanh Diện đã gọi được điện thoại cho Trình Quân nên không phản ứng lại nhân viên phục vụ. "Cậu chủ, ngài đến địa điểm tổ chức dạ tiệc rồi à? Trong này tôi có chút việc không thể không đi xử lý được nên có lẽ không thể tự mình ra đón tiếp ngài được. Đến cửa ngài cứ đưa điện thoại cho nhân viên phục vụ để tôi nói với anh ta một tiếng, để ngài đi vào." Trình Quân nói. Chúng tôi đã đến cửa rồi nhưng người ở đây lại cảm thấy tôi và em gái tôi không đủ tư cách tới tham gia buổi dạ tiệc này, còn đang muốn đuổi chúng tôi đi đây, Lâm Thanh Diện nói. Rõ ràng giọng nói của chính quân trở nên hốt hoảng, vội vàng nói, cậu chủ, đây là sai sót của tôi, lát nữa tôi nhất định sẽ nhận sai với ngài, bây giờ ngài cứ đưa điện thoại cho nhân viên phục vụ đi, tôi sẽ nói với anh ta. Lâm Thanh Diện ngẩng đầu lên nhìn nhân viên phục vụ một chút, nói, trình quân tìm anh nhân viên phục vụ sướng sờ, lập tức nhếch miệng lên, nói anh vẫn còn muốn đóng kịch nữa à, anh cho rằng tùy tiện gọi điện thoại là có thể giả mạo ngài trình quân được sao, tôi khuyên anh đừng nên uổng phí sức lực ở đây nữa. Tốt nhất là anh vẫn nên nghe xem anh ta nói cái gì trước đã, Lâm Thanh Diện mở miệng. Nhân viên phục vụ tràn đầy nghi ngờ nhận lấy điện thoại, đặt ở bên tai, nói anh cho rằng ai cũng có thể giả mạo ngài trình quân ư, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bị mấy mánh khóe này của các anh lừa, Nói cho tôi biết tên của anh, sau này anh không cần tới đây làm nữa đâu." Giọng nói tức giận của Trình Quân vang lên. Sau khi nhân viên phục vụ nghe được giọng nói của Trình Quân lập tức trở nên sững sờ, người nhận ra giọng nói của Trình Quân khá nhiều, người nhân viên này thường xuyên nghe Trình Quân diễn thuyết ở trên TV, cho nên nghe xong nhận ra. "Anh, anh thật sự là ngài Trình Quân?" Nhân viên phục vụ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Tôi không phải là Trình Quân chẳng lẽ lại là anh à?" Tôi rảnh rỗi nhàm chán đến mức tới chơi đùa với anh sao? Người đang bị anh ngăn lại là vị khách quan trọng nhất ngày hôm nay của tôi đấy, bây giờ anh mau để cho anh ấy đi vào đi, nếu không anh không chỉ mất đi công việc này mà cứ chuẩn bị đón nhận lửa giận của tôi nữa đấy." Trình Quân gần như là hét ra. Cả người nhân viên phục vụ đều khẽ run rẩy, căn bản là anh ta cũng không ngờ được Lâm Thanh diện lại thật sự gọi điện thoại cho Trình Quân, hơn nữa Trình Quân còn nói Lâm Thanh diện còn là vị khách quan trọng nhất buổi tối hôm nay của anh ta nữa. Trình, ngài Trình, đó chỉ là Hiếu Lâm thôi, tôi sẽ để cho bọn họ đi vào ngay, ngài tuyệt đối đừng tức giận, tôi thực sự không biết người này là khách của ngài, nhìn dáng vẻ của bọn họ tôi cứ tưởng là giả mạo, nhân viên phục vụ hoảng hốt nói. Đừng nói nhảm nữa, mau trả lại điện thoại trả lại, Trình Quân nặng nề nói. Nhân viên phục vụ lập tức đưa điện thoại di động trả về, tay không nhịn được cũng bắt đầu run giấy lên. Thưa ngài, điện thoại của ngài ạ. À. Lâm Thanh Diện nhận lấy điện thoại, trình quân lại nói cậu chủ ngài tuyệt đối đừng tức giận tôi xử lý xong chuyện bên này ngay lập tức sẽ tới tìm ngài tự mình nhận lỗi với ngài lâm thanh diện không nói gì trực tiếp cúp điện thoại anh nhìn chăm chăm vào nhân viên phục vụ mở miệng hỏi bây giờ chúng tôi có thể đi vào được chưa hai mắt nhân viên phục vụ tràn đầy hoảng sợ nhìn lâm thanh diện nghĩ đến lời nói vừa rồi của trình quân anh ta bị dọa đến trợn tròn mắt một hồi lâu sau nhân viên phục vụ mới phản ứng lại được mặt mũi tràn đầy hôi hận nói với Lâm Thanh Diện, thương ngài, là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, xin ngài nói giúp tôi vài câu với ngài trình quân, là tôi đáng chết, ngăn cản không cho ngài đi vào, tôi cũng không nên nói ngài như vậy, đều là lỗi của tôi. Thấy nhân viên phục vụ bắt đầu xin lỗi, Lâm Thanh Diện biết mình đã có thể vào, anh không đáp lại nhân viên phục vụ mà trực tiếp mang theo lục hân giao đi vào bên trong. Nhân viên phục vụ vô cùng sốt ruột, hoàn toàn không dám cản đường Lâm Thanh Diện ngoài miệng còn không ngừng cầu xin tha thứ. Người xung quanh nhìn thấy cảnh này mặt mũi đều tràn đầy chấn kinh, lúc đầu bọn họ còn cho rằng nhân viên phục vụ sẽ đuổi Lâm Thanh Diện đi ra, nhưng không ngờ nghe điện thoại xong lại biến thành rối rít xin lỗi như vậy. Ông trời của tôi ơi, sao thái độ của nhân viên phục vụ này lại thay đổi nhanh như vậy, hơn nữa sao có thể để hai người kia đi vào chứ? Không phải người kia thật sự là bạn của ngài Trình Quân đấy chứ? Chương 385, giả tiệc từ thiện trong khách sạn bên cạnh. Lục Hân Giao nhìn căn phòng rộng lớn tráng lệ này, mặt mũi vô cùng chấn kinh. Lúc này ở trong đây đã có không ít người, bốn phía căn phòng lớn được đặt rất nhiều cái bàn, bên trên có đồ ăn miễn phí, ở bên cạnh còn có đầu bếp chuyên nghiệp đang nấu ăn. Trong một góc khuất có dàn nhạc đang diễn tấu mấy bản nhạc trữ tình, người tới tham gia giả tiệc đều lộ ra vẻ yêu nhã. Hai người Lâm Thanh Diện và Lục Hân Giao đều mặc quần áo tương đối đơn giản, đứng ở giữa đám người nhìn có vẻ không hợp, anh Lâm Thanh Diện, người ở đây đều quá chỉnh tê, hai chúng ta đứng ở đây thực sự rất không hợp, Lục Hân Giao nói một câu. Lâm Thanh Diện nhìn cô ta cười cười, nói không cần để ý tới những thứ này, những người được gọi là thượng lưu này cũng chỉ có vẻ bê ngoài mà thôi, làm người quan trọng nhất chính là tự do thoải mái. Cô nhìn những người phụ nữ đang mặc lễ phục giả hội kia đi, có bao nhiêu người không cố giả vợ yêu nhã chứ, không cần thiết phải vì để cho người khác tán dương mình vài câu mà phải khiến mình chịu tội như vậy lục hân giao nghe được lâm thanh diện nói vậy cảm thấy vô cùng có đạo lý quả thực người tới tham gia giả tiệc từ thiện này đều ăn mặc vô cũng lộng lẫy sang trọng giống như mình chính là nhân vật quan trọng trong giới thượng lưu vậy cái gọi là đến chết vẫn sĩ diện chính là đang nói bọn họ anh lâm thanh diện mặc dù so với những người này anh còn lợi hại hơn nhưng anh lại rất không giống bọn họ lục hân giao nói ý cô là nói tôi không phù hợp với người trong xã hội thượng lưu này à lâm thanh diện mở miệng cười không phải đâu, ý là bọn họ không thể nào đuổi kịp anh được, Lục Hân Giao nở nụ cười. Lâm Thanh Diện không nhịn được cười lên, không ngờ người hay xấu hổ như Lục Hân Giao cũng biết khen người. Đi thôi, tôi dẫn cô qua bên kia ăn một chút gì đó, Lâm Thanh Diện mang theo Lục Hân Giao đi về phía máy bàn đặt đồ ăn. Uông Diểu Diểu và mấy thanh niên trẻ tuổi đi cùng với cô ta đang túm tụm lại một chỗ, mấy người kia đều cố giả vờ ra dáng giống như người của giới thượng lưu, đều đang chậm rãi trò chuyện. Mặc dù mấy người bọn họ có thể tới tham gia buổi giả tiệc này đã nói lên thân phận của bọn họ cũng không đơn giản, thậm chí mấy người xung quanh còn hơi cung kính với Uông Diểu Diểu. Uông Diểu Diểu là cô chủ của gia tộc nhà họ Uông có uy tín lâu đời ở Tô Thành, địa vị của cô ta so với bọn họ cũng cao hơn một chút. Diểu Diểu, nghe nói sau này nhà các cô muốn hợp tác với ông chủ trình quân à, dựa được vào ông chủ trình quân thì chỉ sợ nhà họ Uông sẽ phát triển lên trông thấy luôn đó. Đúng vậy đấy Diểu Diểu, có thể hợp tác được với ngài Trình quân là một chuyện chỉ có lãi mà không bao giờ lỗ, xem mấy năm nay nhà họ Lý hợp tác với ngài Trình quân kia, bây giờ bọn họ phát triển rất kinh khủng. Ở Tô Thành này không ai là không muốn hợp tác với ông chủ Trình quân cả, rất nhiều người đấu đá nhau vỡ cả đầu mà vẫn không có tư cách này đấy, Diểu Diểu, nhà cô thật đúng là khiến cho người ta phải hâm mộ. Uông Diểu Diểu nghe người xung quanh lấy lòng, trên mặt cũng vô cùng đắc ý. Nói, lần này nhà chúng tôi hợp tác với ngài Trình Quân đã đàm phán xong là chia đều 5 năm, nhà họ Lý ký hợp đồng với ông chủ Trình Quân là 64, nhà họ Lý chỉ có thể lấy được 4 phần thôi. Mấy người xung quanh đều mở to hai mắt nhìn, không ngờ Trình Quân hợp tác với nhà họ Uông lại chia đều 5 năm, điều này có nghĩa là Trình Quân đặt nhà họ Uông ở vị trí ngang hàng với mình. Chia đôi, bỏ ra thêm 10% không chỉ mang ý nghĩa là Trình Quân coi trọng nhà họ Uông không thôi, Trình Quân làm ăn rất lớn lợi nhuận 10% đã là một con số vô cùng kinh khủng. Diều diều, đây là dấu hiệu nhà các cô đang bắt đầu khởi sắc đó, đến lúc đó cô nhất định phải mời chúng tôi ăn cơm đấy mấy người xung quanh lập tức bắt đầu nịnh bợ uông diều diều. Uông diều diều cười phất phất tay với mấy người kia, nói đây đều là chút lòng thành. Nói xong, cô ta lấy điện thoại di động của mình ra, nói tôi cho các người xem một thứ này chơi rất vui, trong ký túc xá của tôi có một kẻ không đứng đắn, bên ngoài là một học bá nhưng sau lưng lại là một người phụ nữ lắng lơ. Buồn cười nhất chính là lúc nãy cô ta còn định trà trộn vào buổi giả tiệc từ thiện này nữa chứ. Ở đây tôi có ảnh chụp lúc cô ta đang tắm, khá quyến rũ đây, tôi cho các người cùng xem. Sau khi mấy người xung quanh nghe thấy Uông Diểu Diểu nói vậy mặt mũi cũng tràn đầy tò mò, bọn họ không hề cảm thấy mấy người được gọi là nhân sĩ thượng lưu tụng lại xem ảnh một cô gái đang tắm rửa trong mốt buổi giả tiệc từ thiện là có gì không ổn không ngờ trường học của cô còn có loại người này đấy, thật sự là khiến người ta mở rộng tâm mắt. Thật ra loại người này còn rất nhiều, cả đám đều không giả vờ được, tôi gặp nhiều rồi. Đã là học bá rồi mà còn đi làm tỏa thai nữ làm gì, người này cũng thật là khờ mà. Mấy người đều vây lại xung quanh Uông Diểu Diểu để xem thật kỹ dáng dấp của người bạn cùng phòng trong miệng Uông Diểu Diểu nói tới kia rốt cuộc ra sao. Mặt mũi Uông Diểu Diểu tràn đầy hưng phấn tìm ảnh chụp của Lục Hân Giao trong điện thoại, dường như bôi đen lục hân dao có thể mang lại cho cô ta niềm vui rất lớn vậy. Nhưng khi cô ta vừa tìm thấy tấm ảnh kia thì một cái tay đưa tới trước mặt cô ta, trực tiếp lấy mất điện thoại trong tay cô ta. Uông diều diều sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện người cướp đi điện thoại trong tay cô ta lại là người đàn ông đi theo lục hân dao kia. Sao anh ta lại vào được đây? Sau đó cô ta còn thấy Lục Hân Giao đứng ở cách Lâm Thanh Diện không xa đang nhìn về phía bên này, sắc mặt hơi khó coi. Hai người bọn họ vào được trong này rồi, không phải nhân viên phục vụ kia đuổi hai người bọn họ đi rồi à? Ngay trong vài giây uông rỉu diểu, diểu ngây người, Lâm Thanh Diện đã xóa hết ảnh chụp của Lục Hân Giao trong điện thoại của cô ta. Tự ý chụp lén người khác đang tắm rửa, thế mà các người cũng xứng tự cho mình là người của giới thượng lưu, thật sự là làm trò cười. Lâm Thanh Diện trả lại điện thoại di động trong tay uông diểu diểu. Sau khi Uông Diểu Diểu bắt được điện thoại di động của mình, lúc này mới kịp phản ứng lại, vọt thẳng tới chỗ Lâm Thanh Diện hô lên, anh lại dám cướp điện thoại của tôi, vừa rồi anh đã làm cái gì? Cô ta vội vàng kiểm tra điện thoại di động của mình một chút, sau khi phát hiện ảnh của mình đã mất hết trong lòng cô ta lập tức tức giận một trận. Anh lại còn dám xóa hết ảnh của tôi, anh muốn chết rồi đúng không? Uông Diểu Diểu không nhịn được hướng về phía Lâm Thanh Diện quát ầm lên, Mấy người đang đứng trò chuyện xung quanh nhanh chóng chú ý tới tình huông bên này, lập tức vây lại. Anh làm cái gì vậy, cướp điện thoại của người khác là phạm pháp đấy. Mấy người bạn của Uông Diểu Diểu cũng giúp Uông Diểu Diểu chỉ trích Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn bọn họ cười cười, nói tôi khuyên các người tốt nhất vẫn nên suy nghĩ cho thật kỹ xem mình có cái gì ở trong tay của cô ta không đi, ngay cả bạn cùng phòng mình tắm mà cô ta còn chụp ảnh lại thì các người là bạn của cô ta, chẳng lẽ cô ta lại không giữ chút đồ gì của các người ư? Lời này của Lâm Thanh Diện khiến mấy người bạn kia của Uông Diều Diều xứng lại một cái, không khỏi vô ý liếc về phía Uông Diều Diều bên kia, sau đó không có một người nào nói giúp Uông Diều Diều nữa. Sắc mặt Uông Diều Diều âm châm tới cực điểm, hai mắt cô ta trừng lên nhìn Lâm Thanh Diện, nói các người đừng nghe cái tên bệnh tâm thần này nói hưu nói vượn nữa, sao tôi có thể làm chuyện đó được chứ, anh ta chính là nhân tình của cô bạn cùng phòng kia của tôi, cô bạn cùng phòng của tôi đang ở đăng kia chính là cô gái đó, chắc chắn hai người bọn họ trốn vào dạ tiệc này, chúng ta mau gọi bảo vệ tới đuổi hai người bọn họ đi ra ngoài đi. Mấy người đều khẽ gật đầu, nhao nhao biểu thị muốn đuổi hai người Lâm Thanh Diện và Lục Hân Giao đi ra. Bảo vệ, mau tới đây, ở đây có người trốn đi vào, mau đuổi bọn họ ra ngoài đi. Uông diểu diểu lớn tiếng hô một câu. Sau đó cô ta quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Diện, cắn răng nói, anh chờ đó cho tôi, trưa nay anh đã khiến cho tôi vô cùng khó chịu rồi mà bây giờ anh lại còn dám cướp điện thoại của tôi à đây chính là giả tiệc từ thiện của ngài trình quân mà anh lại dám vụng trộm xông vào chắc chắn ngài trình quân sẽ không bỏ qua cho anh đâu lâm thanh diện nhìn cô ta cười cười nói tôi đây là quang minh chính đại đi vào sao lại là xông vào được cô làm chuyện quá đáng với em gái tôi như vậy mà tôi còn chưa dạy dỗ gì cô thế đã là rất tốt rồi đấy thấy lâm thanh diện không để mình vào mắt Uông Diểu Diểu vô cùng sốt ruột cũng không thấy bảo vệ đâu, hoàn toàn không có ai quan tâm tới chuyện của bọn họ ở đây. Uông Diểu Diểu hung tợn nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diệt, lạnh lùng nói, tôi nói cho anh biết, tôi là người của nhà họ Uông đấy, sắp tới nhà họ Uông chúng tôi sẽ hợp tác với ông chủ Trình Quân, anh dám chọc vào tôi thì sẽ không có kết cục tốt đâu, bây giờ anh mau quỳ xuống nói xin lỗi tôi thì tôi còn có thể tha cho anh một con đường sống, nếu không thì có giết chết cái tên nhà quê nghèo hèn như anh cũng không ai dám nói cái gì đâu người xung quanh đều tràn đầy đồng tình nhìn Lâm Thanh Diện, tất cả đều cảm thấy Lâm Thanh Diện chọc phải cô chủ nhà họ Uông chính là đang tìm đường chết, mà nhìn qua Lâm Thanh Diện hoàn toàn không giống như người có chỗ dựa gì. Lúc này ở một bên khác của khách sạn, Trình Quân đang vội vàng đi ra ngoài đại sảnh, lúc Lâm Thanh Diện gọi điện thoại cho anh ta anh ta đã vô cùng sốt ruột, cho nên xử lý công việc xong lập tức chạy tới nơi này. Có mấy người đi theo bên cạnh anh ta, trong đó có gia chủ nhà họ Lý, ở một bên khác thì là gia chủ của nhà họ Uông, Uông Đại Hải. Lúc này Uông Đại Hải đang vô cùng hăng hái, bởi vì sau khi giả tiệc kết thúc ông ta sẽ cùng Trình Quân ký kết hợp đồng, sau này nhà bọn họ và Trình Quân sẽ trở thành người trên cùng một chiến tuyến. Mặc dù nhà họ Uông là một gia tộc có uy tín lâu đời ở Tô Thành nhưng so với Trình Quân thì vẫn chênh lệch rất nhiều, dù sao đằng sau Trình Quân chính là nhà họ Lâm ở kinh đô, căn bản giữa hai người không thể nào so sánh được mắt thấy nhà họ Lý đã hợp tác với trình quân nhiều năm Uông Đại Hải tự nhiên cũng vô cùng sốt ruột, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội nên trong lòng ông ta đương nhiên là cao hứng. Ngài Trinh, anh nói là trong giả tiệc hôm nay còn có một vị khách tương đối quan trọng à? Uông Đại Hải mở miệng hỏi một câu. Trình quân khẽ gật đầu, nói thân phận của vị này cũng không phải các ông có thể tưởng tượng được đâu, chờ lát nữa gặp anh ấy nhất định phải cung kính một chút, vừa rồi nhân viên phục vụ đã cản anh ấy lại rồi, chờ lát nữa tôi nhã định sẽ phải dạy dỗ lại nhân viên phục vụ kia tử tế mới được. Quân Đại Hải và mấy người xung quanh đều khẽ gật đầu, người có thể khiến cho trình quân coi trọng như vậy chắc chắn không phải người bình thường, vậy thì đương nhiên bọn họ cũng không dám thất lễ. Xem ra lát nữa phải nghĩ biện pháp kết giao một chút với người bạn này của ông chủ trình mới được, nói không chừng ngày sau sẽ có không ít chỗ tốt trong lòng Quân Đại Hải lầm bẩm nói. Rất nhanh mấy người đã đi đến đại sảnh, trình quân liếc nhìn bốn phía tìm kiếm bóng dáng của Lâm Thanh Diệt, nhìn một cái thấy được đám người đang vây lại bên kia còn Lâm Thanh Diện thì đang bị uông diểu diểu cao giọng gầm thét. Audio điện tử võ tấn bền chương 386, Cồn không mau quỳ xuống Anh còn không mau quỳ xuống xin lỗi cho tôi, uông diểu diểu hét vào mặt Lâm Thanh Diện. Xem ra tôi cần phải giúp người lớn trong nhà cô dạy dỗ cô một chút, cô thật sự cho rằng cô có thể tùy tiện nói cứu này với tôi sao? Giọng điệu của Lâm Thanh Diện cũng trở nên lạnh lẽo. Lục Hân giao đi đến, hơi lo lắng nhìn Lâm Thanh Diệt, muốn khuyên anh một chút, nhưng nghĩ lại quả thật Uông Diểu Diểu có hơi quá đáng, nên cũng không nói thêm gì nữa. "Hừ, anh là cái thá gì chứ, tôi nói kiểu này với anh thì làm sao, anh thật sự cho rằng anh giữ dẫn hơn một chút thì tôi sẽ sợ anh sao?" Uông Diểu Diểu lạnh lùng nói. Ngay lúc này, có người trong đám người hô lên một câu, "Ngài Trình quân đến rồi." Mọi người lập tức thi nhau quay đầu nhìn về phía bên kia những người vây quanh ngay lập tức tránh ra nhường đường cho mấy người trình quân. Uông diểu diểu nhìn thấy trình quân đi đến, mà ba cô ta thì đi theo bên cạnh trình quân, hai mắt lập tức sáng lên. Lúc này cô ta lại hét lên với Lâm Thanh Diệt, ngài trình quân đến rồi, người bên cạnh ông ta chính là ba của tôi, hôm nay chính là tiệc tối từ thiện của ngài trình quân, anh chọc vào tôi, nhất định ngài trình quân sẽ ra mặt giúp tôi, đến lúc đó anh cố mà chịu đựng. Ô, phải không? Lâm Thanh Diện nở một nụ cười trêu tức với Uông Diểu Diểu. Lục Hân Giao nhìn thấy Uông Diểu Diểu đi đến, trái lại không còn lo lắng nữa, cô ta vô cùng rõ ràng, Trình Quân đến rồi, chắc chắn sẽ đứng về phía Lâm Thanh Diện. Người xung quanh cũng không biết rõ tình hình, sau khi nhìn thấy Trình Quân đến thì đều cảm thấy Lâm Thanh Diện xui xẻo rồi. Người này đúng là không biết tốt xấu, vậy mà đi chọc vào cô cả nhà họ Uông, nhà họ Uông chính là sắp hợp tác với Trình Quân đấy cộng thêm địa vị trước đây của nhà họ Uông ở Tô Thành, lúc này chọc vào cô cả nhà họ Uông, quả thật là tự tìm đường chết. Thoạt nhìn người này cũng không phải là người lợi hại gì, lại còn dám khiêu chiến với cô cả nhà họ Uông, nếu như ông chủ Trình ra mặt giúp cô ta, những người kia thật sự xong đời rồi. Thật không biết người này vào bằng cách nào, lẽ ra ăn mặc như thế này thì sẽ không được cho vào mới đúng, nếu như ông chủ Trình biết được, có lẽ cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Uông Diểu Diểu chạy về phía Trình Quân và Uông Đại Hải, lên tiếng, ba, chú Trình, hai người đến thật đúng lúc, nơi này có hai người lén lút tiến vào tiệc tối của chú Trình, hơn nữa còn cướp điện thoại di động của cháu, còn hô to gọi nhỏ với cháu, chú Trình, chú nhất định phải phân xử cho cháu. Uông Đại Hải nghe thấy lời của Uông Diểu Diểu, lập tức cất lời, lại còn có loại người như thế sao? Con yên tâm, chú Trình của con nhất định sẽ chừng trị anh ta giúp con. Trình quân lại nhíu mày, bởi vì vừa rồi rõ ràng ông ta nhìn thấy Uông Diểu Diểu giống to với Lâm Thanh Diện. Chú Trình, chính là người này, còn cả người phụ nữ này nữa, người phụ nữ này chính là đồ gái điểm, vốn không có tư cách xuất hiện trong tiệc tối của chú Uông Diểu Diểu chỉ ra cho Trình Quân biết. Sau khi Trình Quân nghe thấy lời Uông Diểu Diểu nói, lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng nói với Uông Diểu Diểu, cô cầm miệng lại cho tôi, đồ mất dậy, tôi thấy cô mới không có tư cách xuất hiện trong tiệc tối của tôi. Nói xong, ông ta vội vàng đi về phía lâm thanh diện ở bên kia trên mặt tràn đầy áy náy nói cậu chủ tôi đến chậm gây thêm phiền toái cho cậu rồi uông diều diều lập tức trợn tròn hai mắt cô ta không ngờ trình quân lại mắng cô ta hơn nữa còn có thái độ cung kính với lâm thanh diện như vậy nếu như vừa rồi cô ta không nghe nhầm hẳn là trình quân gọi lâm thanh diện một tiếng cậu chủ uông đại hải cũng bị lửa giận đột nhiên xuất hiện của trình quân dọa sợ vội bước lên trước cao mày nhìn uông diều diều sau đó hỏi Trình Quân, "Ngài Trình, có lẽ con gái của tôi đã thật sự làm sai điều gì, tôi thay mặt nó xin lỗi ông, chỉ là không biết con gái tôi sai ở đâu, lại khiến cho ông tức giận đến như vậy." Trình Quân hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Uông Đại Hải, trả lời, "Vị này chính là khách mời quan trọng nhất của tiệc tôi hôm nay, mà người bên cạnh là em gái của cậu ấy, con gái của ông lại dám nói cô ấy là gái điểm, ông nói xem cô ta sai ở đâu?" Sắc mặt Uông Đại Hải lập tức thay đổi, suýt nữa không thở nổi, ông ta nào nghĩ ra được, con gái của mình lại chọc phải nhân vật như vậy, hơn nữa còn sỉ nhục cô gái này, đây quả thật là chọc ra họa lớn ngập trời mà. Ông ta lập tức quay đầu tát huông diểu diểu một phát, quát, ai bảo con nói lung tung, mau chóng xin lỗi người ta. Huông diểu diểu che lấy mặt mình, không ngờ sự việc lại biến thành như thế này, vậy mà trình quân lại nói Lâm Thanh Diện là khách mời quan trọng nhất trong tiệc tối ngày hôm nay, nhưng rõ ràng anh ta ăn mặc bình thường, còn lái một chiếc Santana tôi tàn, tại sao có thể có địa vị cao như vậy? Trình quân tức giận ngăn trước người uông diều diều, thấy cô ta đứng nguyên tại chỗ không cử động thì lạnh giọng nói, sướng sờ ở chỗ này làm cái gì, còn không mau đến xin lỗi. Lúc này Lâm Thanh Diện bước lên nói, trước tiên đừng xin lỗi vội, nếu ông là ba của cô ta, vậy bây giờ tôi nói rõ ràng với ông về những gì con gái của ông đã làm với em gái tôi trong trường học sau đó Lâm Thanh Diện nói ra chuyện Uông Diểu Diểu ức hiếp Lục Hân Giao, Uông Đại Hải đứng ở một bên nghe, khuôn mặt dần dần trở nên tái nhợt, hai bàn tay của ông ta cũng siết chặt lại, hận không thể lập tức đánh Uông Diểu Diểu một trận. Trình Quân cũng không ngờ con gái của Uông Đại Hải lại đối xử với em gái của Lâm Thanh Diện như vậy, trên mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Người xung quanh cũng đều kinh ngạc nhìn Uông Diểu Diểu, bọn họ cũng không ngạc nhiên việc Uông Diểu Diểu có thể làm ra chuyện như vậy, chỉ là ngạc nhiên Uông Diểu Diểu lại trêu chọc vào người có trình quân làm chỗ dựa, xem ra hôm nay người gặp xui xẻo phải là Uông Diểu Diểu mới đúng. Chờ Lâm Thanh Diện nói chuyện Uông Diểu Diểu ức hiếp Lục Hân giao xong, Uông Đại Hải đã xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ông ta vô cùng tức giận nhìn con gái của mình, căn bản không biết con gái mình lại kiêu hăng càn quấy ở trong trường như vậy. Uông Đại Hải, tôi thật không ngờ con gái của ông lại là loại người này, người làm ba như ông chỉ sợ cũng không tốt hơn chút nào đâu nhỉ. Trình quân lạnh lùng nói với Uông Đại Hải. Uông Đại Hải vội vàng xoay người, khom lưng nói với Trình quân, Ngài Trình, tôi thật sự không biết con gái tôi ở trong trường lại đáng ghét như vậy, tôi lập tức bảo nó xin lỗi em gái của ngài đây. Nói xong, ông ta quay đầu trừng mắt nhìn Uông diểu diếu, quát con còn ngẩn người ở chỗ này làm cái gì nữa, còn không mau đến xin lỗi người ta. Lúc này Uông diểu diểu đã bị Trình quân dọa sợ, vì vậy sau khi nghe thấy lời Uông Đại Hải nói, cũng không dám cãi lại, đi đến trước mặt Lục Hân Giao, dùng tiếng nói nhỏ như tiếng mũi nói, xin lỗi. Lâm Thanh Diện nhìn chăm chăm cô ta, lạnh lùng nói, đây là thái độ xin lỗi sao. Uông Đại Hải cắn răng, biết được nếu như hôm nay không khiển cho Lâm Thanh Diện và Lục Hân Giao hài lòng, chỉ sợ hợp tác của ông ta cũng sẽ thất bại. Ông ta đẩy Uông Diểu Diểu một cái, cất lời, không nghe thấy người ta nói sao, xin lỗi phải chân thành, con còn không mau quỳ xuống. chương 387, tôi gọi cậu ấy là cậu chủ. Uông diều diều bước một bước nhỏ về phía lục hân dao, trên mặt lộ vẻ khó mà tin nổi. Lúc ấy cô ta ở trước mặt mọi người hét lên với Lâm Thanh Diệt, bắt anh quỳ xuống xin lỗi cô ta, lúc này mới chỉ qua một lát, vậy mà ba cô ta đã bắt cô ta quỳ xuống xin lỗi lục hân dao rồi. Hơn nữa cô ta lại không có bất kỳ lý do nào để từ chối, trình quân ở bên cạnh nhìn, nếu như cô ta không làm như vậy, chỉ sợ toàn bộ nhà họ Uông sẽ bị ảnh hưởng vì chuyện này. Vẻ mặt Lục Hân Giao vô cùng bình tĩnh nhìn Uông Diểu Diểu, nếu như ở trước kia, có thể cô ta sẽ rộng lượng một chút. Sự việc đã đến nước này, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, rốt cuộc tối nay ai mới là người xui xẻo, có lẽ cô ta sẽ cứ như vậy mà tha thứ cho Uông Diểu Diểu. Nhưng bây giờ cô ta cũng không nói ra lời như vậy, buổi chiều hôm nay nói chuyện với Lâm Thanh Diệt, cô ta đã học được, thương hại những người trong lòng vốn độc ác cũng sẽ không khiến cho bọn họ hiểu ra sai lầm của mình, trái lại sẽ càng dung túng cho sự kiêu căng càn quấy của bọn họ. Rất rõ ràng Uông Diểu Diểu chính là người như vậy, nếu như bây giờ mình cứ dễ dàng bỏ qua cho Uông Diểu Diểu như vậy, nói không chừng sau này cô ta sẽ trả thù mình. Vì vậy cô ta cảm thấy cần phải để cho Uông Diểu Diểu nhớ lâu một chút, ít nhất chuyện cô ta đã làm sai thì cần phải xin lỗi. Uông Diểu Diểu thấy Lục Hân Giao đang nhìn chằm chằm mình, luôn cảm thấy cô ta đang giễu cợt mình, trong lòng hận không thể nhào đến ác độc cào mấy phát lên mặt lục hân dao. Nhưng ngại vì trình quân ở bên cạnh, cô ta căn bản không có can đảm này. Uông Đại Hải nhìn Uông Diểu Diểu đứng nguyên tại chỗ, trên mặt tràn đầy sốt ruột, lên tiếng, "Nếu hôm nay con không quỳ xuống xin lỗi người ta, vậy sau này con cũng đừng nói với người khác con là con gái của ba, nhà họ Uông không còn chút quan hệ nào với con." Người xung quanh đều hoảng hốt. Không ngờ vì chuyện này mà Uông Đại Hải còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với Uông Diều Diều, đủ để thấy Uông Đại Hải coi trọng chuyện này như thế nào. Cuối cùng Uông Diều Diều không thể chịu nổi áp lực, sau khi nhìn chằm chằm lục hân giao một lát, từ từ quỳ xuống, nói với cô ta, Xin lỗi, hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi, tôi không nên đối xử với cô như vậy, đây đều là lỗi của tôi, sau này chắc chắn sẽ không đối xử với cô như vậy nữa. Thấy Uông Diều Diều quỳ xuống nói xin lỗi, Uông Đại Hải cũng thở phào nhẹ nhõm, Quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện nói, "Xin hỏi ngài còn có gì không hài lòng không? Có thì cứ nói ra, tôi nhất định sẽ để cho đứa con gái hư hỏng này của tôi cố gắng thỏa mãn yêu cầu của ngài." Lúc này Trình Quân quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, lên tiếng, "Cậu chủ, chúng ta qua bên kia một lát, tôi có lời muốn nói với cậu." Lâm Thanh Diện gật đầu, đi theo Trình Quân đến một góc cách đó không xa, Uông Đại Hải thấy hai người thì thầm nói chuyện thì lập tức căng thẳng nhìn ra được trình quân vô cùng coi trọng cái người thoạt nhìn cũng không có gì hơn người này, nếu như người này bảo trình quân từ bỏ hợp tác với nhà họ Uông, vậy hy vọng muốn vùng dậy của nhà họ Uông cũng tan vỡ rồi. Cậu chủ, chuyện này là tôi sơ suất, không ngờ con gái của Uông Đại Hải này lại đổi xử với em gái cậu như vậy, lẽ ra bây giờ tôi nên từ bỏ hợp tác với nhà họ Uông. Trình quân giải thích với Lâm Thanh Diện chỉ là lần hợp tác này cũng là một cơ hội to lớn của nhà họ Lâm tại Tô Thành. Ở Tô Thành, nhà họ Uông cũng là một dòng họ lâu năm, trong một số lĩnh vực của Tô Thành cũng có quyền lên tiếng và sức ảnh hưởng lớn. Lần này thoạt nhìn dường như là nhà họ Uông vội vàng muốn hợp tác với chúng ta, thật ra chúng ta cũng có nhu cầu nhất định đối với bọn họ. Đây cũng là lý do vì sao ông ta bằng lòng ký hợp đồng phân chia 5 năm với nhà họ Uông. Vì vậy tôi nghĩ chỉ cần cho nhà họ Uông một số trừng phạt thích đáng là được, ví dụ như trước đó tôi đồng ý hợp tác chia 5 năm, giờ ép xuống còn một phân, chỉ cho bọn họ một phần lợi nhuận, nếu như bọn họ không đồng ý, vậy lần hợp tác này bỏ đi thôi, cho dù không kiếm số tiền này, tôi cũng sẽ không nâng thêm một chút lợi nhuận nào cho bọn họ, cậu chủ, cậu thấy thế nào? Nghe thấy lời trình quân nói, trên mặt Lâm Thanh diện nở một nụ cười, lên tiếng, ông đây là định mượn tôi để nhân cơ hội vơ vét lợi ích từ nhà họ Uông đúng không? Nhà họ Uông đồng ý, đối với ông chính là lợi ích vô tận, mà nhà họ Uông không đồng ý, ông cũng không thiệt thòi bị Lâm Thanh Diện liếc một cái đã nhìn ra tính toán trong lòng, trên mặt trình quân cũng lộ vẻ lúng túng, sau đó nói, cậu chủ, tôi cũng là vì sự phát triển của nhà họ Lâm tại Tô Thành, nếu như cậu chủ không đồng ý, vậy tôi sẽ từ chối hợp tác với nhà họ Uông. Trình quân nói cũng không sai, tất cả những gì ông ta làm ở Tô Thành đều là vì nhà họ Lâm, cho dù ông ta có thể giành được lợi ích từ đó, vậy đó cũng là thứ mà ông ta nên nhận được. Không cân, cứ làm theo lời ông nói đi, Lâm Thanh Diện lên tiếng. Thấy Lâm Thanh Diện đồng ý, trên mặt chính quân cũng lộ vẻ mừng rỡ, nếu như lần này thật sự có thể khiến cho nhà họ uông ký hợp đồng một phần lợi nhuận, vậy quả thật ông ta có thể kiếm bộn rồi. Nếu như uông đại hải không đồng ý, cùng lắm thì ông ta đánh mất cơ hội hợp tác này mà thôi, ông ta thân là doanh nhân đứng đầu Tô Thành, cũng không thiếu một cơ hội như vậy. Sau khi thương lượng xong, hai người lại đi về phía uông đại hải. Sắc mặt uông đại hải tràn đầy căng thẳng, giống như là đang chờ phán xét số phận vậy sắc mặt trình quân lại trở nên lạnh lẽo, nhìn Uông Đại Hải lạnh lùng nói, Uông Đại Hải, ông đã biết vị khách quan trọng này của tôi có thân phận gì rồi chứ? Uông Đại Hải khẽ sừng sốt, sao ông ta biết Lâm Thanh Diện có thân phận gì chứ? Ở Tô Thành, ông ta chưa bao giờ nghe nói có một người như vậy. Tôi chỉ nhắc nhở ông một câu, tôi gọi cậu ấy là cậu chủ, Trình Quân tiếp tục nói. Người ở xung quanh nghe thấy lời này của Trình Quân, trên mặt đều là hoảng sợ, cũng lập tức bắt đầu suy nghĩ về thân phận của Lâm Thanh Diệt, khiến cho Trình Quân gọi là cậu chủ, rốt cuộc là ai. Ở đây có một số người có địa vị vô cùng quan trọng tại Tô Thành, có người biết rõ quan hệ giữa Trình Quân và nhà họ Lâm ở kinh đô, có người biết quan hệ thân thiết giữa Trình Quân và nhà họ Lâm, mà thậm chí còn có người biết Trình Quân chính là người phụ trách của nhà họ Lâm tại Tô Thành. Vì vậy sau khi nghe thấy Trình Quân nói như vậy, những người biết một chút về chuyện này lập tức liên tưởng đến Lâm Thanh Diệt với nhà họ Lâm. Trên mặt đều lộ vẻ hoảng sợ tột cùng. Mà những người không biết chuyện đều tỏ ra nghi ngờ, bọn họ thật sự không nghĩ ra, đạt được đến cấp độ như Trình Quân, còn có người nào có thể khiến cho ông ta phải gọi là cậu chủ, chẳng lẽ Trình Quân chỉ là người của một dòng họ lớn nào đó. Dòng họ này cũng thật kinh khủng. Sau khi Uông Đại Hải nghe thấy lời Trình Quân nói, trong nháy mắt đã liên tưởng đến nhà họ Lâm, khuôn mặt cũng lập tức trở nên tái nhợt. Vậy mà con gái của mình lại chọc vào người của nhà họ Lâm ở kinh đô, đây chính là sự tồn tại chỉ cần dùng một đầu ngón tay đã có thể nghiền chết nhà họ Uông bọn họ đói. Trình Quân nói lời này, chủ yếu cũng là để hù dọa Uông Đại Hải, lót đường cho những gì sau đó. Lần này con gái của ông chọc đến em gái của cậu chủ, vốn dĩ lấy thân phận của cậu chủ, tôi không nên tiếp tục hợp tác với ông, nhưng cậu chủ cho phép tôi mở một con đường cho ông, hợp tác của chúng ta có thể tiến hành bình thường nhưng ông chỉ có thể lấy được một phần lợi nhuận, Trình Quân tiếp tục nói. Uông Đại Hải nghe thấy lời của Trình Quân, lập tức lộ vẻ do dự, chỉ có một phần lợi nhuận, vậy trong hợp tác lần này nhà họ Uông không lấy được nhiều lợi ích, nhiều lắm cũng chỉ là vật làm nên cho Trình Quân mà thôi. Nhưng ông ta vô cùng rõ ràng hợp tác lần này mang ý nghĩa như thế nào, vì hợp tác lần này, ông ta đã chuẩn bị rất lâu, nếu như cứ từ bỏ như vậy, vậy thì cái gì ông ta cũng không lấy được là người thì đều có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình hiện giờ của Tô Thành, không hợp tác với trình quân cũng chỉ có thể đứng trước kết quả bị bánh xe lịch sử đào thải. Cho dù chỉ là một phân lợi nhuận, ít nhất cũng còn chút canh uống, mà từ bỏ hợp tác với trình quân, vậy thật sự không còn gì nữa rồi. Ông ta cắn răng, chỉ có thể gật đầu nói với trình quân, một phần lợi nhuận thì một phần lợi nhuận, chuyện lần này đúng là con gái của tôi sai, tôi nên gánh chịu hậu quả này. Thấy Uông Đại Hải đồng ý, trong lòng trình quân lập tức bật cười, nhưng trên mặt ông ta cũng không có biểu cảm gì, chỉ cho Uông Đại Hải một phân lợi nhuận, đối với ông ta mà nói, thật sự là nhặt được một mớ hời lớn. Uông Đại Hải cắn răng thở dài nhìn chem chầm con gái quỳ trên mặt đất, trong lòng vô cùng căm hận nếu như không có cô ta gây ra những chuyện như vậy, sao tình huống hôm nay có thể trở thành như thế này chứ? Uông Diều Diều thật sự là dùng sức của một người để hại cả nhà họ Uông mà. Người vui vẻ nhất ở đây, trừ trình quân ra thì chính là chủ của nhà họ Lý. Lần này nhà họ Uông hợp tác với trình quân chỉ có thể lấy được một phần lợi nhuận, gần như là không đáng kể. Sự biến hóa này sẽ khiến cho ngày sau nhà họ Uông không cách nào đuổi kịp nhà họ Lý, chỉ sợ không bao lâu nữa, nhà họ Uông sẽ không bao giờ có cơ hội nói chuyện ngang hàng với nhà họ Lý bọn họ nữa. Sau khi quyết định chuyện này, trình quân quay đầu nhìn mọi người xung quanh, lên tiếng, mọi người tiếp tục đi, đây cũng chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi, Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng tham gia tiệc tối của mọi người. Mọi người thi nhau gật đầu, tiếp tục túm năm tụm ba trò chuyện giết thời gian, chỉ là lúc này chủ đề bàn luận của bọn họ đều là Lâm Thanh Diện. Có không ít người sau khi suy đoán được thân phận của Lâm Thanh Diện thì đều muốn đến định bợ, Trình Quân liếc nhìn những người xung quanh một lượt, sau đó lần lượt giới thiệu với Lâm Thanh Diện. "Cậu chủ, vị này là viện trưởng bệnh viện tế nhân, Hồng Trọng Lương, bệnh viện tế nhân là bệnh viện đứng đầu Tô Thành chúng ta." Viện trưởng Hồng cũng là một bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa xuất sắc. Viện trưởng Hồng kia lập tức kho người bắt tay với Lâm Thanh Diện, thái độ khá là tôn kính. Uông Diểu Diểu vẫn cứ quỳ trên mặt đất như vậy, lúc ấy Lâm Thanh Diện không nói cho cô ta đứng dậy, Uông Đại Hải không nhận được chỉ thị của Lâm Thanh Diện, cũng không dám cho cô ta đứng dậy. Uông Diểu Diểu quỳ suốt như vậy đến khi tiệc tối kết thúc, quỳ đến mức hai chân không còn cảm giác, mặc dù Uông Đại Hải thương con gái, mấy lần muốn đi hỏi Lâm Thanh Diện nhưng vừa nghĩ đến Uông Diểu Diểu mới hại toàn bộ nhà họ Uông, cảm thấy đây là trừng phạt cô ta nên nhận lấy, vì vậy không quan tâm đến Uông Diểu Diểu nữa. Chờ đến khi tiệc tối kết thúc, tất cả mọi người lần lượt rời khỏi khách sạn, Uông Đại Hải mới đi đến đỡ Uông Diểu Diểu đứng đậy. Uông Diểu Diểu lập tức bật khóc, từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là lần đầu tiên cô ta phải chịu uất ức lớn như vậy. Ba, vì sao ba mặc kệ con, cứ để cho con quỳ trên mặt đất như vậy, chân con sắp gãy đến nơi rồi, con là con gái ruột thịt của ba sao. Uông diếu diều trách cứ người ba này của mình. Uông đại hải tức giận nhìn Uông diều diều, lạnh giọng nói con còn có mặt mũi nói lời này với ba, bởi vì con, sau này toàn bộ nhà họ Uông chúng ta đã không còn chút sức cạnh tranh nào ở Tô Thành, chắc chắn nhà họ Lý sẽ mượn cơ hội này chèn ép chúng ta, bây giờ tình trạng của nhà họ Uông chúng ta đang tràn đầy nguy hiểm. Uông diều diều biến sắc, lập tức ngừng khóc, lên tiếng hỏi, ba, rốt cuộc người được trình quân gọi là cậu chủ là ai? vì sao ngay cả trình quân cũng sợ anh ta như vậy, Lục Hân Giao chỉ là con của một người giúp việc, sao cô ta có thể có anh trai lợi hại như vậy được. Có thể được trình quân gọi là cậu chủ, cũng chỉ có người của nhà họ Lâm ở Kinh Đô, mà kệ có phải là em ruột của anh ta hay không, chỉ cần có quan hệ với anh ta, vậy đều không phải là người mà chúng ta chọc nổi, Uông Đại Hải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Nhà, nhà họ Lâm ở Kinh Đô, Uông Diểu Diểu đứng chết chân tại chỗ, giống như là bị sét đánh chúng, cả người lập tức cứng đờ. chương 388, lấy danh nghĩa lục hân giao. Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện đến Đại học Tô Thành. Tối hôm qua, Trình Quân đã sắp xếp chỗ ở cho Lâm Thanh Diện, còn Lục Hân Giao quay về ký túc xá. Khi Lâm Thanh Diện gặp Lục Hân Giao, phát hiện tâm trạng của cô ta đã khá hơn nhiều so với tối qua, bèn cười hỏi, hôm qua ở ký túc xá thể nào, Uông Diểu Diểu có ức hiếp cô không? Lục Hân Giao lắc đầu, sau đó mới mở miệng nói, Uông Diểu Diểu tối qua không về ký túc, mới cả sáng hôm nay lãnh đạo của chúng tôi thông báo, Uông Diểu Diểu bị đuổi học rồi. Đuổi học rồi, Lâm Thanh Diện sửng sốt, nhưng lập tức bình thường trở lại, không ngờ tên Uông Đại Hải này cũng thật thức thời. Cái này đối với Lục Hân Giao là chuyện tốt, tin tưởng nếu Uông Diểu Diểu còn ở ký túc xá thì khẳng định cô ta sẽ không thoải mái, nhưng Uông Diểu Diểu bị đuổi học rồi, Lâm Thanh Diện không còn phải lo cô ta sẽ bắt nạt Lục Hân Giao nữa, hai người cùng nhau đi về phía sân vận động của trường. Hôm nay hiệu trưởng sẽ đứng trước mặt toàn trường chứng minh sự trong sạch của Lục Hân Giao, vạch chân bộ mặt ghê tởm của Trương Bách Phát và Trương Minh. Toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường đều đã nhận được thông báo trước 8 giờ sáng tập trung ở sân vận động để họp. Trên đường, không ít người gặp Lâm Thanh Diện cùng Lục Hân Giao, vẫn duy trì biểu cảm khinh thường như cũ, bên miệng gieo rắt những lời chê bai hèn mọn về Lục Hân Giao. Con hư hỏng đó ở chung với người đàn ông kia, tối qua tôi còn thấy hai người họ ở chung, nghe nói người đàn ông đó là khách của Lục Hân Giao, cô ta đúng là không biết xấu hổ, thế cũng dám dẫn loại đàn ông này đến trường học. Tôi nghe đầu hôm nay mở đại hội toàn trường là đề cập vấn đề về cô ta đó, phỏng trừng cô ta sẽ bị hiệu trưởng phê bình trước mặt toàn trường cũng nên. Lục Hân Giao thấy đám người xung quanh vẫn có cách nhìn không đổi về mình, trong lòng không tránh nổi hơi mất mát, nhưng rất nhanh cô ta hít sâu một hơi trong đầu nghĩ đến hôm nay hiệu trưởng sẽ giúp mình làm sáng tỏ mọi chuyện, nên cô ta cũng không cần thiết phải lo lắng cái gì. Không lâu sau, đến sân vận động, Lâm Thanh Diện cùng Lục Hân Giao đi thẳng đến đài cao, lúc này hiệu trưởng đã đợi sẵn ở trên đó. Có thể nhận ra nét mặt hiệu trưởng không tốt chút nào, việc tối hôm qua là quyết định sai lầm nhất của ông trong đời, khiến ông ta hối hận cả đêm, đáng tiếc có hối hận cũng không có tác dụng. Hai người Trương Bách Phát và Trương Minh sắc mặt trắng bệch đứng sau hiệu trưởng, vừa nghĩ đến lát nữa phải khai tất cả mọi chuyện bọn họ làm trước mặt toàn trường, làm bọn họ căng thẳng một trận. những chuyện này mà nói ra, sau này bọn họ sẽ không còn cách ngẩng cao đầu trước mặt toàn trường. đêm qua sau khi về nhà, trường bách phát không dám nói chuyện này cho vợ mình biết. nếu để vợ ông ta biết ông ta ngang nhiên hợp tác với cháu trai làm ra những chuyện đáng tận lương tâm, vậy ông ta khỏi cân về nhà nữa. lúc này sân vận động đã chật kín người, giáo viên và học sinh toàn trường đều tập trung đông đủ tất cả mọi người đều đang bàn luận xem buổi học hôm nay rốt cuộc nói về cái gì. Trong những học sinh này, có một đám người đối với Lục Hân Giao vô cùng thù địch, trong đó đa phần đều là học sinh nữ, nguyên nhân cơ bản họ nảy sinh lòng thù địch với Lục Hân Giao, cũng giống như Uông Diểu Diểu, xuất phát từ lòng đố kỵ. Cho nên, khi Trương Minh Loan truyền tin tiêu cực về Lục Hân Giao trong trường, bọn họ trở thành sự trợ giúp to lớn trong việc thúc đẩy sự việc phát triển. Có một số người thấy người khác tốt, một khi phát hiện có cơ hội với bẩn người mà họ không so được, sẽ dậu đổ bìm leo khắp nơi. Mấy người mau nhìn kìa, Lục Hân giao cùng một người ông nữa đến, bọn họ đi về phía hiệu trưởng, xem ra đúng thật hôm nay nói về chuyện của Lục Hân giao. Mọi người nhìn sắc mặt hiệu trưởng xem, khó coi thế kia, khẳng định cũng biết Lục Hân giao lắng lơ, dám bôi nhọ trường chúng ta, hôm nay triển khai họp toàn trường, chắc chắn để đuổi Lục Hân giao. Cái loại lắng lơ này, đuổi cổ sớm cho rồi, học giỏi thì có tác dụng gì chứ còn không phải sử dụng thủ đoạn thấp hèn đấy thôi lâm thanh diện cùng lục hân giao đi đến trước mặt hiệu trưởng hiệu trưởng lập tức đứng dậy nghênh đón với thái độ lễ phép mọi chuyện đã an bài ổn thỏa lát nữa trương bách phát và trương minh sẽ tường thuật sự việc lại một lần trước mặt toàn trường sau đó trịnh trọng xin lỗi lục hân giao ngài lâm không biết ngài còn yêu cầu gì khác không hiệu trưởng mở miệng hỏi nếu muốn xin lỗi vậy tất nhiên phải thành khẩn một chút lát nữa để hai người họ quỳ xuống nói lâm thanh diện mở miệng hiệu trưởng ngây người nhưng cũng không dám phản bác bèn đi đến trước mặt trương bách phát và trương minh nói cho hai người họ về yêu cầu của lâm thanh diện hai người nghe hiệu trưởng nói xong sắc mặt càng khó coi hơn tuy vậy bọn họ không muốn phải ngồi tù cho nên chỉ có thể làm theo yêu cầu của lâm thanh diện không lâu sau trình quân cũng đến sân vận động hôm nay ông ta đến để công bố thành lập quỹ nên phải có mặt ở đây đồng thời cho dù là vì nể mặt lâm thanh diện ông ta bắt buộc phải tự mình đến đây một chuyến mọi người nhìn kia trình quân đến nhân vật thuộc diện cấp bậc vậy mà cũng đến đây lục hân giao rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện không biết xấu hổ vậy đúng là mất mặt ngay cả trình quân cũng biết chuyện của lục hân giao nếu chuyện này lan ra ngoài về sau trường chúng ta cũng hết cách bưng bít không chừng còn ảnh hưởng đến việc trường mình tuyển sinh nữa lục hân giao này không phải là con người nữa rồi kinh động chuyện này đến ông chủ lớn như trình quân đến xem, người như này sớm muộn gì cũng bị đuổi khỏi trường. Một số người có định ý với lục hân giao cố gắng từng bước, để tất cả mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trích lục hân giao. Bọn họ không nghĩ mọi chuyện sẽ xé ra to như vậy, vậy mà cả trình quân cũng tới, trong lòng dâng lên phấn khích. Có trình quân ở đây, hiệu trưởng chắc chắn sẽ không bao che lục hân giao, không trừng liệt cô ta vào diện cá biệt điển hình, bao hào quang thuộc về lục hân giao trước đây sẽ trở thành không đáng một đồng. Hiệu trưởng cùng mấy người lâm thanh diện bước lên khán đài, đám trương bách phát cùng trương minh mặt cắt không còn giọt máu, người bắt đầu run rẩy. Hôm nay, triệu tập toàn trường đến đây là có một chuyện muốn công bố với mọi người, trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ trong trường chúng ta lại tồn tại loại người này. Hiệu trưởng cất giọng hơi châm thấp. Lúc trước tôi đã sai khi đãi ngộ người đó, cho rằng người đó có tài dễ dùng, bị biểu hiện bên ngoài mê hoặc, thẳng đến khi tôi xé rách bộ mặt của anh ta, tôi mới nhận ra ghê tởm nhường nào. Trường của chúng ta, không nên xuất hiện những loại người như vậy, người đó cũng không còn mặt mũi lưu lại trường chúng ta nữa. Trong lời của hiệu trường không nhắc đến rốt cuộc người đó là ai, người bên dưới dựa theo phỏng đoán, đều cho rằng người được nói đến là Lục Hân Giao. Không nghĩ hiệu trường căm ghét Lục Hân Giao đến vậy, thật sự buôn cười chết tôi rồi ba năm học sinh tốt rốt cuộc cũng rơi vào kết cục ngày hôm nay. Đáng đời, trước kia có học tốt đến mấy, xinh đẹp cũng vứt, không phải vân số bị đuổi đấy thôi, mặc dù tôi không học giỏi bằng cô ta, không sinh bằng cô ta, nhưng không lo bị đuổi. Giờ phút này tôi thật sự muốn cười, quả nhiên người tài giỏi quá sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Những người ghen ghét Lục Hân dao đều tỏ vẻ chờ mong trên mặt để nhìn hiệu trưởng đuổi Lục Hân dao sau đây xin mời họ lên trần thuật lại một lượt hành vi vi phạm của mình, hiệu trưởng nói tiếp. Không ít người rơi tâm mắt lên người lục hân giao. Nhưng ở giây tiếp theo, chuyện làm mọi trợn mắt há mồm đã xảy ra. Hai người trương bách phát cùng trương minh từng bước đi lên, sau đó đồng loạt quỳ xuống trước mặt mọi người. Yên tĩnh, cả sân thể dục trở nên tĩnh lặng. Phần đông đều không ngờ, hai người trương bách phát và trương minh lại quy đúng lúc này. Họ, chấm chấm, bọn họ đang làm cái gì thế? Hiệu trưởng đưa micro trong tay cho Trương Bách Phát. Trương Bách Phát cầm micro, giọng nói pha chút run giấy cất lên, tôi xin lỗi trường, xin lỗi hiệu trưởng, xin lỗi cháu Lục Hân Giao, tôi chính là tội nhân của trường, đứa cháu chết tiệt của tôi cũng thế, nó mới đích thực là người đáng chết. Tất cả mọi người đều bị Trương Bách Phát làm cho kinh ngạc, một đám đều về ảnh lỗ tai nghe Trương Bách Phát kể về hành vi phạm tội của mình. Bởi vì có trình quân ở đây, Trương Bách Phát không dám có nửa điểm giấu giếm, thành thật kể lại một lượt mọi chuyện đã xảy ra. Hơn nữa vì muốn cho mọi người cảm thấy trong đó anh ta không làm chuyện gì quá quát, thậm chí anh ta phóng đại hành vi phạm tội của Trương Minh, nhằm tôn lên bản thân chỉ là dâu ria tôm tép. Trương Minh ở một bên sắc mặt tím tái, nhưng tại thời điểm này anh ta không còn cách nào đi so đo với Trương Bách Phát, nếu lúc này cãi Trương Bách Phát, chỉ tổ làm cho cười trong mắt người ta. Chờ Trương Bách Phát nói xong, hiệu trưởng liếc mắt nhìn trương minh mở miệng hỏi trương minh đối với những lời trương bách phát nói cậu có ý kiến gì không trương minh căn răng ken két cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu toàn trường ồ lên bọn họ chưa từng nghĩ chân tướng sự việc lại là như vậy những kẻ ghen ghét lục hân giao mới đầu con treo nụ cười đắc ý trên mặt nhưng sau khi nghe trương bách phát tường thuật lại sắc mặt trở nên hơi u ám bạn lục hân giao bởi vì bị hai người trương bách phát và trương minh bôi nhọ đã phải chịu ảnh hưởng rất lớn ở trường. Buổi họp hôm nay, chủ yếu là giúp bạn Lục Hân Giao làm sáng tỏ. Bạn Lục Hân Giao là học sinh xuất sắc của trường chúng ta, chính là tấm gương để các em noi theo. Hy vọng mọi người hãy lấy bạn Lục Hân Giao là mục tiêu, cố gắng phấn đấu. Mà hai tên hèn hạ này sẽ vĩnh viên bị trường chúng ta khai trừ, cả đời không cho phép họ trở về. Tiếp theo, hiệu trưởng chuyển chủ đề, nói hôm nay vô cùng vinh hạnh cho trường chúng ta được mời ngài trình quân đến tham dự bởi vì chứng kiến một số người trường mình tâm địa đen tối, nên Ngài Trình Quân nguyện ý thành lập quỹ ở trường chúng ta, hỗ trợ những học sinh có thành tích ưu việt, hoặc điều kiện gia đình khó khăn. Sau đây, xin mời Ngài Trình Quân lên công bố thành tích của quỹ. Trình Quân đi lên khán đài, cầm microphone, cất cao giọng nói, tôi lấy danh nghĩa bạn Lục Hân Giao, thành lập quỹ ở quý trường, số quỹ là 600 tỷ, hy vọng các bạn cố gắng học tập, nắm bắt để trở thành học sinh xuất sắc như bạn Lục Hân Giao toàn bộ người bên dưới đều xôn xao. 600 tỷ, trên danh nghĩa của Lục Hân Giao. Những kẻ khinh khỉnh Lục Hân Giao dâng lên cảm giác bất lực, quả nhiên, ghen tị cũng không thể thay đổi được cái gì, người cố gắng, sẽ mãi đắm trong ánh hào quang sáng chói rực rỡ. chương 389, mối tình đầu của Lâm Thanh Diện. Gia viên chăn tụy, Hồng Thành. Tôn Tuệ Phương đang quét dọn trong nhà, đúng lúc này chuông cửa vang lên, bà ta đặt đồ trong tay xuống, đi đến trước cửa, sau khi mở cửa ra thì phát hiện bên ngoài không có ai bà ta thò đầu ra nghi ngờ nhìn xung quanh phía bên ngoài cửa phát hiện không có bóng dáng người nào cả ban ngày ban mặt con cái nhà ai nghịch ngợm thế không biết tôn tuệ phương lẩm bẩm một tiếng sau đó chuẩn bị đi vào nhà đúng lúc này bà ta phát hiện có một bức thư đặt trên mặt đất bà ta cúi người xuống nhặt bức thư lên nhìn thấy bên trên viết ba chữ hứa bích hoài Xem ra bức thư này có lẽ là của Hứa Bích Hoài, chỉ là không biết người nào đặt nó ở đây. Hơn nữa bây giờ việc liên lạc qua điện thoại di động rất phổ biến và phát triển, nếu thật sự có chuyện cứ gọi điện thoại hoặc nhắn tin là được rồi. Hành động viết thư xong rồi lại còn lén lút đặt ở đây, quả thật rất hiếm gặp. Mặc dù trong lòng Tôn Tuệ Phương rất nghi hoặc, thế nhưng bà ta cũng không mở thư ra xem nội dung bên trong. Dù sao đây cũng là thư của Hứa Bích Hoài, bà ta vẫn rất tôn trọng sự riêng tư của người khác. Sau khi cầm bức thư đi vào nhà, Tôn Tuệ Phương đi đến trước bàn rồi đặt nó lên đó. Đúng lúc này, điện thoại của bà ta đổ chuông, là Lục Hân giao gọi đến. Bà ta lập tức căng thẳng, vội vã nhận điện thoại. "Con gái, tình hình phía bên con như thế nào rồi? Con gặp được anh Lâm Thanh Diện của con chưa?" Tôn Tuệ Phương sốt ruột hỏi. "Mẹ à, bên con không sao cả, anh Lâm Thanh Diện đã giúp con giải quyết xong xuôi mọi rắc rối rồi." mẹ không cần phải trả số tiền 900 triệu kia nữa, và lại nhà trường cũng trao học bổng toàn phần cho con rồi, sau này mẹ không cần trả tiền cho con nữa. Học bổng bây giờ đủ để con dùng trong khoảng thời gian dài mà không phải lo nghĩ gì cả. Tâm trạng của Lục Hân Giao nghe có vẻ khá tốt, giọng điệu nói chuyện cũng nhẹ nhõm, thoải mái hơn nhiều. Thật không, nếu vậy thì tốt quá rồi, mẹ biết Lâm Thanh Diện nhất định có thể giúp con giải quyết mọi phiền phức mà. Con nhất định phải cảm ơn anh Lâm Thanh Diện thật tử tế vào đấy, hai mẹ con chúng ta đã nhận quá nhiều ơn huệ từ cậu ấy rồi cậu ấy chính là người có ơn với chúng ta con nhất định phải biết ơn báo đáp đấy sau khi tôn tuệ phương nghe thấy mọi phiên phức đã được giải quyết bà ta cũng rất kích động chỉ cần mọi rắc rỗi của con gái được giải quyết đó chính là một điều vô cùng tuyệt vời mẹ con biết rồi mà con sẽ luôn nhớ đến sự giúp đỡ của anh lâm thanh diện dành cho con được rồi mẹ không nói chuyện với con nữa mẹ phải đi nấu canh cho vợ của anh lâm thanh diện con đây có lẽ cô ấy cũng sắp về rồi mấy ngày nay mẹ thấy cô ấy cũng khá bận rộn cần phải bồi bổ thân thế tôn tuệ phương nói hả anh thanh diện kết hôn rồi ư phía bên kia chuyên đến một giọng nói vô cùng kinh ngạc rõ ràng vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của tôn tuệ phương đúng đó hơn nữa vợ của anh lâm thanh diện con vô cùng xinh đẹp không lâu trước đây lâm thanh diện vừa cử hành hôn lễ lại một lần nữa với cô ấy cả hồng thành này đều bị chấn động Đám cưới của họ quả thật đẹp đẽ như trong mơ vậy, hơn nữa còn có rất nhiều người có máu mặt lớn trong xã hội đến tham dự, Tôn Tuệ Phương đã trải nghiệm đám cưới đó, cho nên khi nhắc đến vẫn cảm thấy khá kiêu ngạo. Phía bên kia điện thoại truyền đến giọng nói dường như hơi mất mát. Sao sao, sao con không nói gì nữa thế? Mẹ thấy con có gì đó hơi lạ, Tôn Tuệ Phương lộ ra vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Không sao đâu mẹ, con không nói chuyện với mẹ nữa, mẹ thay con gửi lời hỏi thăm đến chị dâu nhé mẹ mau chóng đi làm việc của mình đi lục hân giao vội vã nói tôn tuệ phương cũng không nói thêm gì nữa bà ta chỉ cảm thấy cả người mình đột nhiên trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều sau khi cúp điện thoại thì lập tức đi nấu canh không lâu sau hứa bích hoài trở về nhìn bộ dạng có vẻ khá mệt mỏi cô duỗi lưng một cái sau khi ngửi thấy mùi hương nồng nàn thì cả người cũng thả lỏng hơn nhiều chị tôn chị lại nấu canh đại ư hứa bích hoài mở miệng hỏi một câu Tôn Tuệ Phương nghe thấy giọng nói của Hứa Bích Hoài, lập tức đáp lại, "Bích Hoài trở về rồi đấy à? Tôi nấu canh sắp xong rồi, cô cứ đi nghỉ ngơi trước đi." "Đúng rồi, trên bàn có thư của cô đó." Tôn Tuệ Phương ngừng lại một lát sau đó mở miệng nói tiếp một câu. Hứa Bích Hoài đặt túi sách của mình xuống, tỏ vẻ nghi hoặc, không ngờ lại có người gửi thư cho cô. Cô đi đến trước bàn, nhìn thấy bức thư đặt trên bàn thì cầm lên xem thử. Cô phát hiện phía bên trên ngoại trừ viết tên của cô thì không có bất kỳ một thông tin nào khác cả. Cũng không có địa chỉ, xem ra người viết bức thư này cũng không phải ở xa. Đúng lúc này, Tôn Tuệ Phương bưng bát canh đi ra, đặt lên bàn rồi nói, "Nhân lúc canh còn nóng thì mau ăn đi, để bồi bổ sức khỏe. Gần đây tôi thấy sắc mặt của cô không tốt lắm, nhất định là làm việc quá mệt, uống một chút canh có thể giảm bớt mệt mỏi trên người." Hứa Bích Hoài mỉm cười với Tôn Tuệ Phương, nói một câu cảm ơn sau đó hỏi chị tôn bức thư này chị lấy về từ đâu thế bên trên ngay đến cả địa chỉ cũng không có khi nãy có người gõ cửa tôi mở cửa ra thì không thấy ai cả chỉ nhìn thấy bức thư này cũng không biết là ai đặt nó ở đấy tôi thấy phía bên trên viết tên cô cho nên mới cầm nó vào tôn tuệ phương giải thích hứa bích hoài gật đầu trong lòng đang nghỉ ngờ rốt cuộc bức thư này là do ai đặt ở đó cô mở bức thư ra bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng bên trên cũng không viết nhiều chữ, chỉ có một câu ngắn. Nếu có thế, chiều ngày mai, ở quán Ba Phí Đăng, đến ghế giải thứ ba tìm tôi, chiều mai tôi sẽ ở đó. Khi nhìn thấy dòng chữ này, trong lòng hứa Bích Hoài cảm thấy khá kỳ lạ. Không biết người ta là ai, người ta bảo tôi đi thì tôi sẽ đi hay sao? Ngộ nhớ đó chỉ là một cái bẫy thì sao? Sau khi đã trải qua nhiều lần gặp phiền phức, hứa Bích Hoài đã sớm có ý thức đề phòng, Bây giờ đột nhiên xuất hiện một lời mời không rõ nguồn gốc, thông thường cô nhất định sẽ không quan tâm. Thế nhưng, khi nhìn thấy lời đề bên dưới câu này, trái tim hứa Bích Hoài lập tức đập mạnh. Tình địch của cô, mối tình đầu của Lâm Thanh Diện. Làm sao có thể như vậy được chứ? Lâm Thanh Diện từng nói với mình, trước đây anh ấy chưa từng yêu ai cơ mà. Hơn nữa, anh ấy còn là một thằng nam, nếu trước đây thật sự từng yêu đương nhăn nhít, chắc chắn sẽ không phải là bộ dạng như bây giờ hứa bích hoài tự lẩm bẩm trong lòng cô cảm thấy đây chắc chắn là một trò đùa quái đản ánh mắt của cô tiếp tục di chuyển cô nhìn thấy bên dưới vẽ một bức phác họa là dáng vẻ ngủ say ở trên giường của một người sau khi nhìn thấy tư thế ngủ của người này đồng tử của hứa bích hoài lập tức co rút lại đây không phải là dáng vẻ khi ngủ của lâm thanh diện ư bên cạnh bức tranh còn viết một hàng chữ nhỏ có thể cô sẽ nghỉ ngờ tôi thế nhưng dáng ngủ của anh ấy chắc chắn người bình thường không thể nhìn thấy được Hy vọng mấy năm nay anh ấy cũng không thay đổi thói quen này. Sắc mặt của Hứa Bích Hoài lập tức trở nên âm u, nảy sinh rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Tư thế ngủ của cái tên trong bức ảnh này quả thật là chỉ có một mình Lâm Thanh Diện có, có thể là bởi lúc nhỏ trải qua một số chuyện, cho nên khi ngủ, anh sẽ không tự chủ khoanh hai tay trước ngực, giống như tư thế phòng bị. Trước đây, buổi tối khi Hứa Bích Hoài dậy đi vệ sinh, cô phát hiện Lâm Thanh Diện vẫn luôn duy trì dáng ngủ này. Nhìn qua trông rất buồn cười. Sau này, cô cũng dần dần phát hiện, mặc dù Lâm Thanh Diện sẽ không suốt ngày duy trì dáng ngủ này, thế nhưng số lần xuất hiện của nó lại vô cùng nhiều. Trước đây, Hứa Bích Hoài chưa từng nhìn thấy người nào khi ngủ sẽ duy trì dáng ngủ như vậy cả. Đến tận sau này, khi nghe thấy Lâm Thanh Diện kể lại chuyện của chính mình, cô mới ý thức được, Lâm Thanh Diện có dáng ngủ như vậy có thể là bởi vì một số chuyện anh gặp phải khi còn nhỏ khiến cho bản thân anh ngay cả khi ngủ cũng vẫn cảnh giác với người khác. Cho nên về sau khi nhìn thấy dáng ngủ này của Lâm Thanh Diệt, cô sẽ cảm thấy rất đau lòng. Theo lý mà nói, dáng ngủ này của Lâm Thanh Diện chỉ có người chung chăn chung gối với anh mới biết, hứa Bích Hoài vẫn luôn cảm thấy chỉ có cô mới biết thói quen này của anh, vẫn luôn coi đây là bí mật nhỏ giữa cô và Lâm Thanh Diện. Thế nhưng bây giờ lại mọc ra một người thứ ba biết được dáng ngủ này của Lâm Thanh Diện, cô ta còn tự nhận mình là mối tình đầu của anh, điều này khiến đầu óc của hứa Bích Hoài nảy ra một vài liên tưởng. Tên Lâm Thanh Diện này, lẽ nào anh ấy vẫn luôn lừa dõi mình? Hóa ra anh ấy có tình đầu, chỉ là khi mình hỏi thì anh ấy lại nói dối mình mà thôi. Tên Lâm Thanh Diện này thật đáng ghét mài và lại vì sao anh ấy phải lừa gạt mình cơ chứ? Chẳng lẽ mình sẽ bởi vì tình đầu của anh mà gây khó dễ hay làm chuyện gì đó quá đáng với anh ư? hay là giữa anh và tình đầu của anh có một số chuyện không thể nói cho mình biết, cho nên mới giấu giếm mình. Chẳng hạn như tư thế ngủ của Lâm Thanh Diện, nếu không phải là ngủ chung với anh, làm sao có thể phát hiện khi ngủ anh sẽ bày ra dáng ngủ như vậy cơ chứ? Thân là một người phụ nữ, trí tưởng tượng của hứa Bích Hoài cũng vô cùng phong phú, trong nháy mắt đã lập tức nghĩ ra rất nhiều khả năng vì sao Lâm Thanh Diện không nói chuyện mối tình đầu của anh cho cô biết. Chuyện không nói luôn luôn đồng nghĩa với việc không thể nói, tên Lâm Thanh Diện này chẳng lẽ có điều gì đó giấu mình thật ư? Bích Hoài, cô sao thế? Nhìn có vẻ như đang có tâm sự gì đó. Bức thư này viết gì thế? Tôn Tuệ Phương nhìn thấy hứa Bích Hoài chẳng nói chẳng rằng đứng ngây người ở đó, bèn hỏi cô một câu. Hứa Bích Hoài hồi phục lại tinh thần, vội vã cất bức thư đi, ho nhẹ một tiếng, nói không có chuyện gì đâu, chỉ là một người bạn viết thư hỏi thăm mà thôi. Tôn Tuệ Phương nghe vậy thì gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa cho đến tận tối hứa bích hoài vẫn luôn nghĩ về chuyện bức thư kia cô cảm thấy đối phương có lẽ cũng không nói dối còn chuyện vì sao cô ta muốn gặp mình dựa vào trực giác đầu tiên của người phụ nữ hứa bích hoài có thể dễ dàng đoán ra được mối tình đầu này của lâm thanh diện chỉ sợ là trở về để dành đàn ông với cô mà thôi cô lấy điện thoại ra gọi cho lâm thanh diện lâm thanh diện anh hãy thành khẩn khai báo cho em biết rốt cuộc anh có làm chuyện gì mờ ám giấu giếm em không hả hứa bích hoài gắt gỏng hỏi anh không có sao thế lâm thanh diện đang ngủ lập tức ngơ ngác anh chắc chắn chứ hứa bích hoài hỏi lại anh một câu lâm thanh diện đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ anh không nói chuyện ba anh vào quan lĩnh cho hứa bích hoài nghe chuyện này cũng coi như là giấu diếm chẳng lẽ hứa bích hoài đã biết chuyện mình đang điều tra quan lĩnh rồi ư không không có em sao thế lâm thanh diện hỏi cô không sao chỉ là ban nãy em nằm mơ mơ thấy mối tình đâu của anh. Làm sao có chuyện đó được, mối tình đầu của anh chính là em. Lâm Thanh Diện còn chưa nói hết câu, hứa Bích Hoài đã cúp điện thoại. Lâm Thanh Diện ở Tô Thành cũng không nghĩ ngợi nhiêu, anh cho rằng bởi vì hứa Bích Hoài nằm mơ cho nên tính tình mới nóng nảy như vậy. Tên Lâm Thanh Diện này rõ ràng đang trột giả, lẽ nào môi tình đầu của anh thật sự tồn tại ư? Hứa Bích Hoài tức giận siết chặt năm đấm, trong lòng đang suy đoán lý do mối tình đầu của anh đột nhiên đến tìm cô là gì. Rất có khả năng là vì đám cưới ở lâu đài thủy tinh đó. Hứa Bích Hoài hít một hơi thật sâu, sau đó quyết định ngày mai sẽ đi gặp thử mối tình đâu đó của anh, xem xem đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Nếu không đi, chẳng phải là chứng minh bản thân mình đang sợ đối phương ư? Ở phương diện này, Hứa Bích Hoài không muốn thua bất kỳ người nào cả. Chương 390, cô xứng với Lâm Thanh diện ư? buổi chiều ngày hôm sau, hứa Bích Hoài đến trước cửa quán ba phí đằng, đi cùng cô còn có Trần Tài Anh và mấy tên đàn em. Bởi vì không chắc chắn đây có phải là cái bẫy người khác muốn cô nhảy vào hay không, cho nên để bảo vệ chính mình, hứa Bích Hoài còn gọi thêm Trần Tài Anh đến để đề phòng chuyện không hay xảy ra. Anh có biết trước khi Lâm Thanh Diện đến Hồng Thành, anh ấy từng có bạn gái nào khác không? Do so dự một hồi, hứa Bích Hoài nhìn sang Trần Tài Anh rồi hỏi anh ta một câu. Trần Tài Anh nghe thấy hứa Bích Hoài hỏi mình câu này thì lập tức ngây người, sau đó anh ta cười nói, tôi đến hôm thành còn muộn hơn cậu ấy, làm sao biết được chuyện quá khứ của cậu ấy cơ chứ? Từ trước đến nay cậu ấy cũng chưa từng nhắc đến, thế nhưng tên nhóc đó là một trong những người đàn ông trung tình nhất mà tôi từng gặp. Với tính cách của cậu ấy, khi đã yêu một cô gái nào đó, thì rất khó đặt tâm tư của mình lên người cô gái khác, cho nên tôi cảm thấy trước đây, có lẽ cậu ấy cũng chưa từng yêu đương với cô gái nào khác đâu. Hứa Bích Hoài nghe vậy thì gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, nói, vậy tôi đi vào trong đó trước, các anh chỉ cần chú ý một chút đến tình hình phía bên này của tôi là được, không cần quá chuyên tâm. Sau khi thấy chân tài anh đồng, Hứa Bích Hoài mới xoay người đi vào bên trong quán ba phí đằng. Hứa Bích Hoài đi vào chưa được bao lâu, chân tài anh cũng dẫn theo mấy người đàn em đi vào. Trong tên của quán ba phí đằng này, mặc dù có chữ phí đăng, nghĩa là nhốn nháo, ầm, thế nhưng bên trong quán ba này lại rất sạch sẽ. Âm nhạc trong quán rất nhẹ nhàng, êm ái, mọi người ở đây cũng rất yên lặng, người nào người nấy cũng tự ngồi ở chỗ của mình uống rượu. Sau khi hứa Bích Hoài đi vào, cô lập tức tìm được ghế giải thứ ba, phát hiện bên trong đã có một người phụ nữ dáng người uyển chuyển, khí chất hơn người đang ngồi ở đó. Người phụ nữ này còn đeo một tấm mạng che mặt màu đen, che lấp nửa gương mặt, khiến cô không nhìn rõ được mặt mũi của cô ta cũng chính vì tấm mạng che mặt này khiến cô ta toát lên một vẻ đẹp mông lung, mờ ảo. Tất cả cánh đàn ông bên trong quán ba cứ chốc chốc lại nhìn về phía bên này, trong ánh mắt còn mang theo vẻ yêu mến dành cho người phụ nữ này. Mặc dù Hứa Bích Hoài là người phụ nữ đẹp nhất Hồng Thành, thế nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ này, cô cũng bị hấp dẫn bởi khí chất trên người cô ta. Sự tao nhã trên người cô ta tuyệt đối không phải là thứ mà một gia đình bình thường có thể nuôi dưỡng được. Hứa Bích Hoài chỉ là con gái của một gia đình giàu có hạng hai, về phương diện khí chất, đương nhiên không có cách nào so sánh với người ta được. Hứa Bích Hoài cẩn thận nhìn chăm chú tấm mạng màu đen trên mặt người phụ nữ này, sau đó cô đột nhiên có cảm giác vô cùng mặc cảm. Mặc dù không thể nhìn rõ gương mặt của cô ta thế nhưng chỉ dựa vào cảm giác mà cô ta mang lại cho người khác, cô hoàn toàn có thể biết, dưới lớp mạng che mặt này, nhất định ẩn giấu một gương mặt xinh đẹp, khiến người khác kinh ngạc. Có lẽ cô ta chọn tấm mạng che mặt để che đi gương mặt của mình là vì không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý thế nhưng cho dù như vậy vẫn không có ai rời ánh mắt khỏi cô ta hứa bích hoài trực tiếp đi đến ngồi xuống phía đối diện với cô ta vừa gặp mặt cô lập tức cảm thấy bản thân mình yếu thế hơn hẳn tất cả ánh mắt trong quán bar đều tập trung về phía hai người họ hứa bích hoài bỗng nhiên cảm thấy hơi không tự nhiên cho dù bản mình yếu thế hơn nhưng cô cũng không còn cách rút lui nữa rồi hôm nay cũng chỉ có thể bất chấp đối phó với người phụ nữ trước mặt này mà thôi xin chào tôi là hứa bích hoài tôi đã nhận được thư của cô hứa bích hoài đưa một tay ra lịch sự muốn chào hỏi đổi phương thế nhưng người phụ nữ đó vẫn chỉ ngôi nguyên tại chỗ không nói không rằng không hề có bất cứ ý định bắt tay nào với hứa bích hoài khóe miệng cô ta còn cong lên một nụ cười nhẹ dưới tấm mạng che mặt dường như có một đôi mắt trong veo đang cẩn thận đánh giá hứa bích hoài tay của hứa bích hoài cứng đờ giữa không trung, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, cô không ngờ đối phương lại dáng cho cô một đòn phủ đầu nhanh đến như vậy. Cô nghĩ đi nghĩ lại, đối phương đã tuyên bố cô ta là tình địch của mình, quả thật cũng không cần khách sáo với mình làm gì cả. Cô rút tay mình về, làm dịu sự ngượng ngùng, sau đó cố gắng để bản thân mình trông thật tự nhiên, rồi nói, từ trước đến nay tôi chưa từng nghe Lâm Thanh Diện nói anh ấy có tình đầu, và lại tôi cũng tìm anh ấy để xác nhận rồi, cho nên tôi muốn biết sốt của cô là người như thế nào và mục đích thật sự của cô là gì. Có một số chuyện, không nói mới là quan trọng. Lâm Thanh Diện không nói với cô, là vì anh ấy sợ sau khi mình nhớ lại tôi, anh ấy sẽ không nhịn được vứt bỏ cô để đến tìm tôi. Người phụ nữ đó nhẹ giọng lên tiếng, giọng nói vô cùng dễ nghe. Hứa Bích Hoài nhíu mày, lập tức ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. Cô quá tự yêu chính mình rồi đấy, tôi cho rằng Lâm Thanh Diện sẽ không làm như vậy đâu có thể chỉ vì đối với anh ấy mà nói cô không hề quan trọng cho nên anh ấy mới quên cô hứa bích hoài phản bác lại một câu người phụ nữ đó bật cười nói cô đây là đang lừa mình dối người ư cô cảm thấy trí nhớ của một người kém đến mức nào mà có thể hoàn toàn quên hết những ký ức về người phụ nữ từng đầu ấp tay gối với anh ấy được chứ anh ấy không nói với cô chỉ có thể chứng minh trong lòng anh ấy tôi vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng mà thôi lồng ngực của hứa bích hoài không ngừng phập phong cô cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không phải là đối thủ của người phụ nữ trước mặt những lời ban nãy cô nói quả thật hơi lừa mình dối người hơn nữa bốn chữ đầu ấp tay gối này khiến trái tim cô co thắt mãnh liệt lâm thanh diện anh quả nhiên có rất nhiều chuyện giấu em sốt cuộc cô có mục đích gì nếu cô chỉ muốn ngồi trước mặt tôi để phô diễn vẻ tự luyến của mình thì tôi cảm thấy chúng ta không cần phải tiếp tục nói chuyện nữa hứa bích hoài trở nên âm trầm hơn nhiều người phụ nữ đó đổi sang một tư thế khác hình dáng của khóe miệng giống như đang báo trước cô ta đã đạt được mục đích của mình mục đích tôi đến đây rất đơn giản đó là khiển cô rời khỏi lâm thanh diện cô không xứng đáng ở bên cạnh anh ấy người ngày đêm chung chăn chung gối với anh ấy phải là tôi mới đúng người phụ nữ đó không chút do dự nói ra mục đích của mình đến lúc này hứa bích hoài cảm thấy mình không cần thiết phải giữ thái độ lịch sự với người phụ nữ trước mặt này làm gì nữa cả cô cảm thấy cô ta hoàn toàn là một kẻ tự cho mình là đúng. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi và Lâm Thanh Diện là vợ chồng hợp pháp, hơn nữa anh ấy rất yêu tôi, chỉ dựa vào một câu nói của cô mà khiến tôi rời khỏi anh ấy, cô gái à cô đúng là rất biết cách nói đùa đó. Và lại cho dù Lâm Thanh Diện chưa nói với tôi về chuyện của cô, anh ấy cũng sẽ không dây dưa với cô nữa đâu, hứa bích hoài âm châm lên tiếng. Ô, nghe có vẻ cô rất tự tin thì phải, thế nhưng tôi muốn hỏi cô một chút, cô thật sự cảm thấy mình xứng với Lâm Thanh Diện ư. Người phụ nữ đó trêu tức hỏi lại cô. Hứa Bích Hoài chỉ cảm thấy cả người mình giống như bị sét đánh, bỗng chốc cứng đơ tại chỗ. Câu hỏi của người phụ nữ trước mặt cũng chính là câu mà cô vẫn luôn tự hỏi mình suốt một khoảng thời gian. Sau khi trải qua một số chuyện trong khoảng thời gian gần đây, cô đã ý thức được sự chênh lệch giữa mình và Lâm Thanh Diện. Mặc dù cô vẫn luôn cố gắng, luôn muốn mình trở nên ưu tú hơn, thế nhưng sau khi cô biết thân phận thật sự của Lâm Thanh Diệt, trong lòng cô đã hiểu rõ. Cho dù cô cố gắng nhiều như thế nào thì cũng không có cách nào đuổi kịp bước đi của anh. Cô vẫn luôn tự an ủi chính mình, tình cảm thì không phân cao thấp, dầu hèn, thế nhưng mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, trong lòng cô thật ra đã luôn biết rõ đáp án. Bây giờ, lần đầu tiên có người đứng trước mặt cô hỏi vấn đề này, và lại còn là mối tình đầu của Lâm Thanh Diệt, vừa nhìn đã biết cô ta có gia thế không tầm thường, hơn nữa còn là một người phụ nữ xinh đẹp, rực rỡ như những ngôi sao canh giữ bầu trời đêm. Tôi đã nghe đến đám cưới tổ chức ở lâu đài thủy tinh một thời gian trước rồi, nếu như Lâm Thanh Diện đã vì cô mà tổ chức một đám cưới như vậy, chắc hắn cô cũng hiểu rõ một chút về thân phận của anh ấy rồi. Những người có máu mặt, có địa vị trong xã hội xuất hiện trong đám cưới đó, cô có thể mời được ai trong số họ đến chứ? Những người bên gia đình cô mời đến đều chỉ là những dân thành phố nhỏ bé, tầm thường, nhỏ nhen, ích kỷ mà thôi. Thấy hứa Bích Hoài đứng im bất động, người phụ nữ tiếp tục nói. Tôi nghĩ chắc hẳn cô cũng biết đến cụm từ, môn đăng hộ đối, đúng chứ? Môn đăng hộ đối không có nghĩa là hai gia đình có tiền của tương đương nhau, mà tối thiểu nhất là trên mặt kiến thức và tâm nhìn, cô phải đồng điệu với anh ấy. Cô cảm thấy một người sinh ra và lớn lên ở vùng đất hồng thành nhỏ bé này thì có thể so sánh được với lâm thanh diện ư. Mấy người ở đằng kia hẳn là đến bảo vệ cô đúng chứ? Tôi hoàn toàn không cần đoán cũng biết bọn họ là người của Lâm Thanh Diện. Bây giờ, trong mắt của tôi, cô chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Ngay đến cả năng lực tự bảo vệ chính mình cô cũng không có, tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào Lâm Thanh Diện, cô thật sự cảm thấy bản thân mình có tư cách ở bên cạnh anh ấy ư? Ừ. Lời nói của cô ta khiến cho Hứa Bích Hoài bất giác cúi đầu xuống, cô bỗng chốc không biết nên phản bác lại người phụ nữ cả người tràn ngập vẻ nguy hiểm trước mặt này như thế nào. Lần này tôi đến tìm cô, chỉ vì muốn cô hiểu, cô hoàn toàn không xứng với Lâm Thanh diệt mà tôi mới là sự lựa chọn tốt nhất cho anh ấy. Nếu cô thật sự yêu Lâm Thanh diệt thì nên rời khỏi anh ấy càng sớm càng tốt, đừng để anh ấy phải chịu áp lực lớn hơn nữa. Chẳng lẽ cô cảm thấy để anh ấy suốt ngày phải canh chừng một người phụ nữ cứ hở ra là cần anh ấy lo lắng, đối với anh ấy đó là yêu ư? Ngoại trừ đòi hỏi, yêu cầu anh ấy, cô có thế cho anh ấy những gì? ý cười nơi khóe miệng của người phụ nữ ngày càng sâu hơn dường như cô ta hoàn toàn không coi hứa bích hoài là cái gì cả lần này cô ta đến tìm hứa bích hoài đơn giản là để tuyên bố tội ác của hứa bích hoài nếu cô vẫn kiên quyết tiếp tục ở bên lâm thanh diện thì đó chính là tội đủ rồi cuối cùng hứa bích hoài cũng không có cách nào chịu đựng được những lời nói châm biếm trào phúng của người phụ nữ này nữa cô trực tiếp đưa tay ra đập mạnh lên bàn người phụ nữ không nói tiếp nữa mà chỉ mỉm cười sau đó cô ta lại nói là phụ nữ của một người đàn ông ưu tú như thế thì không nên dễ dàng nổi giận đây chính là thái độ tu dưỡng cơ bản nhất hứa bích hoài ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt ánh mắt mang theo tia căm hận cô nói tôi sẽ không rời khỏi lâm thanh diện cô đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa tôi không cho phép bất cứ người phụ nữ nào cướp anh ấy khỏi tôi đâu nói xong hứa bích hoài lập tức đứng dậy xoay người đi về phía cửa quán bar trần tài anh thấy cảnh tượng đó vội vã dẫn người đi theo cô ra ngoài người phụ nữ vẫn ngồi trước ghế dài nhầm nhi hớp rượu trên mặt lộ ra nụ cười thần bí phía bên ngoài quán bar hứa bích hoài hiển nhiên không kiểm soát được tâm trạng của mình cô bước nhanh về phía trước nét mặt u ám hai tay cũng siết chặt lại thành năm đấm trần tài anh phát hiện hứa bích hoài không bình thường bèn vội vã đi lên trước hỏi cô một câu rốt cuộc ban nãy đã xảy ra chuyện gì nhưng hứa bích hoài chỉ nói với trần tài anh mình không sao cô muốn ở một mình nên bảo trần tài anh cứ trở về trước trần tài anh thấy hứa bích hoài nói như vậy cũng không hỏi thêm nữa anh ta dẫn theo người đi phía sau hứa bích hoài chứ không hê trở về hứa bích hoài thấy trần tài anh vẫn dẫn theo người đi sau mình trong lòng càng tức giận cô cảm thấy trần tài anh cứ đi theo mình như vậy càng chứng minh những lời người phụ nữ đó nói trước mặt lâm thanh diện mình chính là một người phụ nữ cần được bảo vệ, thậm chí ngay đến cả việc cô muốn ở một mình cũng không được. Cô lặng lẽ xài bước nhanh hơn, muốn thoát khỏi đám người Trần Tài Anh, nhưng đáng tiếc cô phát hiện bản thân mình hoàn toàn không thể thoát khỏi mấy tên thực lực mạnh mẽ này. Cô đi đến bên cạnh sông Hộ Thành, đứng trước lan can, gió nhẹ thổi qua mới khiến tâm trạng cô dịu đi một chút. Lúc này, có rất nhiều đôi yêu nhau đang đứng bên cạnh sông Hồ Thành, những người này cứ tay trong tay đi qua người hứa bích hoài nhìn qua trông rất vui vẻ mà hứa bích hoài cảm nhận được một điều vô cùng rõ ràng từ những người này đó là họ rất xứng đôi mọi người mau nhìn đi kia không phải là hứa bích hoài cô dâu của đám cưới ở lâu đài thủy tinh đó ư không ngờ lại có thể gặp được cô ấy ở đây người đó chính là hứa bích hoài ư quả nhiên là vô cùng xinh đẹp mà không hổ là người phụ nữ đẹp nhất hồng thành xinh đẹp thì có tác dụng gì chứ phụ nữ đẹp thì thiếu gì, mấy người chưa nghe nói, có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn trong xã hội đến tham dự đám cưới ở lâu đài thủy tinh đó ư. Thậm chí nhà họ Lâm ở Kinh Đô còn cử người đến, rất nhiều người đều nghi ngờ không biết Lâm Thanh Diện có phải là người của nhà họ Lâm ở Kinh Đô hay không đó. Như vậy xem ra, hứa Bích Hoài hoàn toàn không xứng với Lâm Thanh Diện rồi. Nếu đúng như vậy thì quả thật không xứng lắm, Người của nhà họ Lâm ở Kinh Đô mà lại cưới một người phụ nữ xuất thân từ một gia đình hạng hai ở một nơi nhỏ bé như Hồng Thành của chúng ta thì hứa Bích Hoài cũng thật may mắn quá đi. Đúng đó, may mắn đến mức khiến người ta ngưỡng mộ chết đi được. Nếu không có điểm này, chỉ sợ hứa Bích Hoài hoàn toàn không có cơ hội gặp được người có bối cảnh lớn như Lâm Thanh Diện đâu. Lời bàn tán của những người xung quanh truyền đến tai hứa Bích Hoài, cô không tự chủ được siết chặt tay, nghiến chặt răng, để biểu cảm của mình không bị mất tự nhiên. Ngay đến cả người của Hồng Thành này cũng cảm thấy mình không xứng với Lâm Thanh Diện ư. Hứa Bích Hoài hít một hơi thật sâu, cúi thấp đầu xuống sau đó xoay người đi về nhà. Lần này, cô thật sự không biết bản thân mình nên làm như thế nào đây. Audio điện tử võ tấn bền chương 391, mượn bằng năng lực, sao phải trả tô thành, khu cựu thành, phía trước một căn nhà có vẻ hơi hoang tàn. Lâm Thanh Diện đứng trước cửa, nhìn số nhà phía trên đã bị dỉ xét, mắt híp lại. Đây chính là nơi ở của cái người biết tin tức về quan lĩnh mà Lý Vân Khê nói cho Lâm Thanh Diệt. Sau hai ngày quan sát, Lâm Thanh Diện đã xác nhận có người sống ở đây. Hơn nữa Lâm Thanh Diện còn mượn lực lượng của trình quân ở Tô Thành, đã điều tra rõ tin tức của người sống ở đây. Chủ nhân của ngôi nhà này tên Trịnh Trí Cường, là người vùng khác chuyển đến Tô Thành từ 20 năm trước. Trước khi chuyển tới Tô Thành, Trịnh Trí Cường từng là một nhà kinh doanh nổi tiếng của một thành phố hạng 1 ở phía Nam, có thể nói là gia tài bạc triệu. Mà khi đó Trịnh Trí Cường rất hăm hở, cưới một diễn viên rất nổi tiếng trong showbiz lúc bấy giờ, có thể coi rằng cực kỳ vinh hiển. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tài gan, hai người kết hôn chưa được bao lâu thì một ngày nọ, nữ diễn viên quay phim xong, trên đường về nhà thì qua đời vì tai nạn ô tô, hơn nữa chiếc xe bị bốc cháy nên thi thể cũng không còn, sau đó có người căn cứ vào tình hình khi đó mà suy đoán, có thể diễn viên này chưa chết trên xe mà bị người đưa đi mất, bởi vì không tìm ra bất cứ thứ gì tương tự với cho cốt ở trên xe, về cơ bản có thể chứng minh rằng, lúc đó chiếc xe đó chỉ là chiếc xe không, có người cố ý tạo ra tai nạn xe cộ. Chuyện này đã trở thành tin hot của xã hội lúc bấy giờ, rất nhiều cảnh sát lên đường tìm tung tích của diễn viên nữ đó, nhưng tìm khoảng nửa năm cũng không có được manh mối nào không ít người thà tin rằng diễn viên nữ đó bị đốt cháy trên xe lúc đó không tìm ra cho cốt là vì trang thiết bị chưa đủ hoàn thiện tất nhiên cũng có người nghi ngờ rằng diễn viên nữ đó bị tên lừa đảo đưa vào rừng sâu núi thảm bởi vì kỹ thuật giám sát và điều tra khi đó không hề tiên tiến khả năng tìm ra diễn viên nữ này là rất nhỏ trịnh trí cường là chồng của diễn viên nữ đó tất nhiên rất nóng lòng ông ta rất yêu vợ mình ông ta vẫn luôn tin rằng vợ mình chưa chết mà là bị người bắt lại ông ta đã dựa vào chính khả năng kinh tế của mình thuê người tìm tung tích của diễn viên nữ đó khắp nơi. Cũng vì việc tìm kiếm không mang đến tiền bạc, nên Trịnh Trí Cường vốn rất giàu có lập tức đối mặt với vấn đề đứt đoạn nguồn vốn, hết cách tiếp tục duy trì công việc kinh doanh của công ty, ông ta đành phải bán công ty và tất cả tài sản của mình rồi tới Tô Thành. Mua một ngôi nhà không tôi ở khu vực này khi đó, dùng số tiền còn lại tiếp tục tìm vợ mình. Đáng tiếc là 20 năm qua đi, Trịnh Chí Cường vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào liên quan đến vợ mình, cũng vì chuyện này mà tính tình trở nên nóng nảy, tính cách lầm lì, khác rất nhiều với ông chủ hăng hái năm đó. Đây là tin tức có liên quan đến Trịnh Chí Cường mà Lâm Thanh Diện cho người của Trình Quân thu thập được, những thông tin này cũng không khác mấy với thông tin mà lúc đó Lý Vân Khê nói cho anh, chỉ là nó tỉ mỉ hơn thôi. Khi đó Lý Vân Khê nói rằng, quan lĩnh là thiên đường của người giàu, trong đó có đủ cho tiêu khiển để thỏa mãn những kẻ giàu có đó, chắc hẳn rất nhiều người cảm thấy hứng thú với những ngôi sao nữ nổi tiếng, người trong đó bắt mấy ngôi sao nữ vào cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Trịnh Chí cường tìm nhiều năm như thế, có lẽ không phải không thu hoạch được gì, ít nhất những chuyện có liên quan đến quan lĩnh, Lý Vân Khê đều nghe được từ chỗ trịnh Chí cường. Chỉ cần những chuyện này không phải do trịnh Chí cường tự bịa ra, vậy khả năng ông ta từng tới quan lĩnh, hoặc là tiếp xúc với người của quan lính. Tổng hợp lại rồi cân nhắc, Lâm Thanh Diện càng nghiêng về ý sau hơn, dù sao Lý Vân Khê cũng nói rằng người đi vào quan lĩnh không có ai sống sót đi ra cả, hiện tại Lâm Thanh Diện vẫn còn sống, vậy có khả năng là ông ta cũng chưa từng đi vào trong quan lĩnh. Dù thế nào đi nữa, Lâm Thanh Diện phải gặp trịnh trí cường này trước, sau khi tiến hành trao đổi có hiệu quả với ông ta mới biết rốt cuộc ông ta có biết quan lĩnh ở đâu hay không. Anh đi tới trước cửa và gõ cửa, một lúc sau, một giọng nói khàn khàn trầm thấp từ bên trong truyền ra. Ai đấy? Tôi tìm Trịnh Trí Cường để hỏi thăm một vài việc, Lâm Thanh Diện nói. Mau cút đi, dùng loại kỹ xảo biểu diễn vụng về này tới lừa tôi, tôi sẽ không mở cửa, các anh là đám cho vay nặng lãi sẽ không được pháp luật bảo vệ, tôi mượn bằng năng lực của mình, sao phải trả? Giọng nói của người bên trong không hề sợ hãi chút nào. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe nói vậy, nhất thời giờ khóc dở cười, không ngờ mình bị cho thành kẻ cho vay nặng lãi, hơn nữa sao nghe ra thì cảm thấy người này không biết xấu hổ thế tôi nghĩ là ông hiểu lầm rồi tôi không phải tới đòi nợ ông tôi nghe chuyện ông từ chỗ bạn bè có vài việc muốn hỏi thăm ông lâm thanh diện nói trên cửa có một cái lỗ lâm thanh diện thấy có một con mắt nhìn ra ngoài sau đó cửa mở ra bên trong là một người đàn ông lôi thôi lết thích tóc tai dối bời cứ như mấy tháng chưa cao dâu thoạt trông người này có vẻ tiêu tụy nhưng ánh mắt lại lóe lên sự khôn khéo Ông là trịnh Chí cường sao? Lâm Thanh Diện hỏi một câu. Là tôi, có chuyện gì thì nói mau, trịnh Chí cường quan sát Lâm Thanh Diện, không nhịn được mà nói. Là thế này, Lâm Thanh Diện đang định nói. Cùng lúc đó, có một đám người đột nhiên lao ra từ ngõ hẻm bên cạnh sông tới cửa nhà trịnh Chí cường. Trịnh Chí cường thấy thế thì sợ hãi vội vã đóng cửa lại, nhưng ngay lúc đó, một kẻ có vóc người nhỏ con chạy nhanh tới đẩy cửa ra, hô tô với những người phía sau, mấy người mau tới đây, tôi đẩy cửa ra rồi, mẹ mày, lần này coi mày trốn đi đâu được. Những người ở sau nhanh chóng đuổi tới, một đám vọt vào trong nhà Trịnh Trí Cường. Trịnh Trí Cường vội vàng xoay người chạy về sau, có điều những tên đó lập tức đẻ ông ta xuống đất, mấy người còn lại thì lấy dây trực tiếp trói ông ta lại. Mẹ mày, bọn mày thả tao ra, bọn mày tự tiện xông vào nhà tao, tao phải báo cảnh sát. Trịnh Trí Cường cuồng loạn hét lên. Mày còn có mặt mũi báo cảnh sát à? Mày nợ bọn tao 900 triệu không trả, người nên báo cảnh sát là bọn tao mới đúng chứ. Một người tát lên mặt trịnh Chí cường. Bọn mày là đám cho vay nặng lại, tao đây là giúp cảnh sát thu thập bằng chứng để vạch chân bọn mày thôi. Tao nói cho mà biết, tao đã trở thành người cung cấp thông tin cho cảnh sát rồi, nếu bọn mày không thả tao thì cứ chờ bị bắt thôi. Trịnh Chí cường vờ nghiêm túc hét lên. Bốc phét à, bốc phét tiếp đi, chút đạo đức đó của mày mà còn trở thành người cung cấp thông tin cho cảnh sát à, người ta sẽ cảm thấy mày bị thần kinh thôi. Lâm Thanh Diện nhìn tình hình bên trong, đoán được những người này tới đòi nợ. Lời nói của Trịnh Trí Cường làm cho Lâm Thanh Diện bật cười, ông ta không trả nổi tiền vay nặng lãi, đúng là gì cũng dám nói. Cùng lúc đó, một tên đầu chọc mặt sẹo đi tới bên nay, trong tay cầm theo một con dao phay. Lúc tên đầu chọc đi tới cửa còn nhìn Lâm Thanh Diện chầm chầm, nhưng cũng không nói lời nào mà trực tiếp đi vào trong. Lão đại, cái tên đần còn không chịu lấy tiền ra, theo em thì chúng ta nên trực tiếp chém nứt một cánh tay của ông ta là được. Thứ thần kinh như ông ta, sợ rằng đời này cũng không trả nổi số tiền của chúng ta. Người bên trong thấy tên đầu chọc đi vào, lập tức bắt đầu nói tới nói lui. Bọn mày dựa vào cái gì mà bảo tao trả tiền chứ? Tao đã đưa hết hết cho bệnh viện rồi, bọn họ thu tiền của tao, nếu bọn mày cần thì tao đưa biên lai like cho bọn mày. Bọn mày đến tìm bệnh viện mà đòi trịnh trí cường lại la to. Tên đầu chọc nghe thấy lời nói của Trịnh Trí Cường thì cười lạnh một tiếng, trực tiếp cầm con dao phay trong tay gác lên cổ Trịnh Trí Cường. Trịnh Trí Cường, người khác chỉ cho rằng mày bị thần kinh, nhưng tao thì biết trong lòng mày tinh tưởng lắm nhé. Mày không muốn trả tiền đúng chứ, không cần phải bịa nhiều lý do thế đâu. Mày đưa tiền cho bệnh viện là để khám bệnh cho cô con gái của mày chứ gì. Mày thấy với khả năng của tao, muốn điều tra ra con gái mày ở bệnh viện nào thì có khó không? Tên đầu chọc cười nói một câu sắc mặt của Trịnh Chí Cường lập tức thay đổi, cả người cũng run rẩy, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn. Nếu mày dám làm thế thì tao đi báo cảnh sát thật đấy, cùng lắm thì tao đi tù, bọn mày cũng phải vào với tao. Trịnh Chí Cường cản giam nói một câu. Tên đầu chọc cười nhạo, nói, mày cho rằng vì sao tao dám làm chuyện nào? Là vì nhát gan sợ phiên phức à? Tao nói cho mà biết, nếu hôm nay không lấy được tiền thì không chỉ con gái mày gặp phiền toái thôi đâu, Hai cánh tay này của mày cũng đừng mong giữ được. Tên đầu chọc cầm dao phay hù dọa Trịnh Chí Cường, chờ Trịnh Chí Cường nói chuyện. Ngay lúc đó, có người vỗ vai hắn ta, hắn nghiêng đầu nhìn, phát hiện là người đứng bên ngoài. "Thả ông ta đi." Lâm Thanh Diện lạnh nhạt nói. Tên đầu chọc xoay người, hướng con dao phay về phía Lâm Thanh Diện, nói: "Mẹ mày là thằng nào, muốn xen vào việc của người khác đấy à?" ông ta nợ tiền các anh thì tôi có thể trả thay ông ta, Lâm Thanh Diện nói tiếp. Trịnh Chí Cường không ngờ Lâm Thanh Diện sẽ nói ra những lời này, cũng hơi ngạc nhiên, nhưng tất nhiên là ông ta rất vui lòng khi có người trả tiền thay mình rồi, thế nên vội vã nói, bọn mày nghe chưa, người này trả tiền cho tao đấy, bọn mày mau thả tao ra. Tên đầu chọc quan sát Lâm Thanh Diện, thấy người này cũng không giống kẻ có tiền chút nào bèn nói, cậu chắc chắn có có thể trả tiền thay ông ta chứ, ông ta thiếu bọn tôi tận 900 triệu. 900 triệu thôi, tôi ghi số điện thoại cho ông, sau đó ông gọi vào số này là có thể lấy được tiền. Lâm Thanh Diện vừa nói vừa đưa cho tên đầu chọc một tờ giấy. Trên tờ giấy này có số điện thoại của một thuộc hạ của trình quân, biệt danh gâu sám, là một tay đắc lực chuyên xử lý những chuyện trong thế giới ngầm ở tô thành của trình quân. Trình quân đưa số điện thoại này cho Lâm Thanh Diện là để lúc Lâm Thanh Diện gặp phiền toái thì gọi vào số này tên đầu chọc nhận lấy tờ giấy đó, nhìn một cái rồi nói, làm sao tôi biết được gọi vào số điện thoại này là lấy được tiên? tôi không lừa anh, bây giờ các anh có thể đi rồi, tôi còn có chuyện muốn hỏi ông ta. lâm thanh diện nói, tên đầu chọc cảm thấy lâm thanh diện đang chơi mình, bèn cô giao phay trước mặt lâm thanh diện măng, mẹ mày chứ, mày lấy một số điện thoại ra là lừa được tao à? tao nói nhé, hôm nay tao phải lấy được tiên, nếu không hai đứa mày không đứa nào ra khỏi nơi này được đâu. Lâm Thanh Diện nhất thời không nhịn được, thấy tất cả thuộc hạ của tên đầu chọc đều muốn ra tay với mình nên anh cũng không khách sáo, trực tiếp ra tay, ném tất cả bọn họ ra ngoài cửa. Khét người này đến người khác bị ném ra, bên ngoài nhanh chóng chất đống thành một ngọn núi nhỏ. Tên đầu chọc bị đè ở dưới cùng, gần như sắp không thở nổi. Số điện thoại mà tôi đưa cho các anh thật sự hữu hiệu, các anh chỉ cần nói Lâm Thanh Diện nợ tiền các anh muốn nhờ anh ta giúp đỡ là được, Lâm Thanh Diện nói với người bên ngoài một câu sau đó thì đóng cửa lại một đám người từ dưới đất bò dậy mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm cửa nhà trịnh trí cường hận không thế xông lên lần nữa nhưng lần này mọi người đều biết sự lợi hợi của lâm thanh diệt thế nên không ai dám tiến lên lão đại chúng ta làm sao đây cũng không thể cho qua thế được một tên tiểu đệ hỏi tên đầu trào cản răng sau đó nói người bên trong quá lợi hại chúng ta không phải là đối thủ của anh ta Chuyện này chắc nhờ nhờ anh Gấu Xám giải quyết rồi. Bọn mày về trước đi, tao đi tìm anh Gấu Xám nói chuyện này. Đám tiểu đệ nghe được lời nói của tên đầu chọc thì gật đầu, rồi xoay người đi về. Còn tên đầu chọc thì gọi xe đi vào trong thành phố. Trong một quán karaoke, Gấu Xám đang ngồi với tên đầu chọc, Gấu Xám đang hát, tên đầu chọc ngồi một bên, vẻ mặt cung kính, không dám xen ngang. Đợi một lúc lâu bầu xám hát xong một bài, tên đầu chọc mới tìm được cơ hội nói chuyện của mình với gấu xám. Người đó đưa cho em một số điện thoại, nói gọi tới số này là lấy được liên. Em cảm thấy chắc chắn là tên đó lừa em, thế nên em chỉ có thể đến nhờ anh sáu ấu xám giúp đỡ, tên đầu chọc vừa nói vừa đưa tờ giấy đó cho gấu xám. Gấu xám thở ơ nhìn tờ giấy đó, sau đó thì trợn mặt, đây không phải là số điện thoại cá nhân của anh ta à. Người đưa tờ giấy này cho cậu còn nói gì không? Gấu xám vội vàng hỏi người đó nói chỉ cần nói là lâm thanh diện nợ tiền bọn em gọi điện thoại là lây được tên đầu chọc lại nói một câu gấu xám nhìn tên đầu chọc chăm chăm sau đó thì âm u nói không cần gọi điện thoại số tiền này cậu cũng đừng nghĩ lây nữa ngoặc kép ơ tân đầu chọc lập tức trợn mắt vẻ mặt khó hiểu hỏi tại sao ạ à? gấu xám nhìn rồi lạnh lùng nói bởi vì số điện thoại này là của ông đây chẳng lẽ cậu muốn đòi tiền ông à Tên đầu chọc ngạc nhiên sững sờ tại chỗ, một lúc lâu cũng không phản ứng kịp. chương 392, thuê nhà. Khu phố cổ, trong nhà của Trịnh Trí Cường. Lâm Thanh Diện cởi hết dây trói trên người Trịnh Trí Cường. Trịnh Trí Cường xoa xoa mặt mình rồi nói, tôi không ngờ anh lại biết đánh như thế đấy. Người của gã đầu chọc nhiêu như vậy mà cũng không làm gì được anh. Nể tình anh cứu tôi một lần, tôi sẽ không đuổi anh ra ngoài. Nhưng tôi vốn không quen biết anh cũng không biết suốt cuộc anh có mục đích gì, nếu như anh muốn hỏi thứ gì đó từ tôi, cũng được thôi, chỉ cần đưa tiền, có tiền rồi chuyện gì tôi cũng sẽ nói ra hết. Lâm Thanh Diện mỉm cười, thật không thể người rằng một ông chủ có tiếng 20 năm trước bây giờ lại trở thành một tên vô sỉ như vậy. Chỉ cần đưa tiền thì anh sẽ nói hết sao? Lâm Thanh Diện hỏi. Đương nhiên, bây giờ tôi đang rất thiếu tiền. Làm sao tôi có thể không thích một thứ tốt như tiền được chứ? Trịnh Trí Cường làm ra vẻ một người hám tiền. Được. Tôi muốn biết về chuyện ở quan lĩnh, chỉ cần anh chịu nói, tiền không phải là vấn đề, Lâm Thanh Diện nói. Vốn dĩ đang làm ra vẻ hám tiền nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, nhưng sau khi trịnh trí cường nghe xong câu hỏi này, cả người đột nhiên cứng đơ, sắc mặt ủ rũ, toàn thân toát ra một loại cảm giác ớn lạnh khó nói thành lời. Anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, sau đó đẩy vào lưng Lâm Thanh Diện, đẩy anh ra khỏi cửa. Lâm Thanh Diện khó hiểu nhìn anh ta, nói không phải nói nếu đưa tiền thì anh sẽ chịu nói sao trịnh trí cường nhìn lâm thiến dương một cái nhìn lạnh lùng rồi mắng biến khỏi đây tôi không biết quan lĩnh gì cả sau này đừng có đến tìm tôi nữa trịnh trí cường nói xong đóng sầm cửa lại lâm thanh diện nhìn cánh cửa đóng chặt lại bước lên trước gõ lên hai lần nhưng lần này không có bất kỳ tiếng động nào truyền ra từ bên trong anh bất lực lắc đầu có vẻ như hỏi chuyện liên quan đến quan lĩnh từ miệng của trịnh trí cường thật là không dễ dàng. Đợi hai ngày nữa thử lại xem sao, Lâm Thanh Diện lấm bẩm, sau đó quay người đi về phía những nơi viết chữ cho thuê nhà trong khu phố cổ. Những ngày này anh phải sống gần trịnh trí cường hơn, kẻo trịnh trí cường bỏ trốn vì sợ hỏi chuyện về quan lĩnh, lúc đó có muốn tìm anh ta cũng rất khó. Khi quay lại, anh nhìn thấy ngôi nhà hai tầng trước nhà của trịnh trí cường có viết dòng chữ cho thuê tầng 2 nên anh muốn qua đó hỏi thử. Mặc dù những ngôi nhà ở khu phố cổ này hơi tôi tàn hơn nữa nhiều ngôi nhà cũng có kiểu giống như ở miền quê nhưng Lâm Thanh Diện cũng chả quan tâm. Nhiệm vụ chính của anh bây giờ là hỏi Trịnh Trí Cường về quan lĩnh, cho dù ở những nơi như thế này mấy ngày thì có đáng là bao. Khi đang đi về phía trước, điện thoại di động của Lâm Thanh Diện đổ chuông là hứa Bích Hoài gọi tới. Bà xã, có chuyện gì vậy? Lâm Thanh Diện hỏi chẳng lẽ không có chuyện gì em không gọi cho anh được sao hứa bích hoài như ăn phải thuốc súng vừa mở miệng cáu kỉnh tất nhiên là được chỉ là bây giờ anh có chút việc em xem lâm thanh diện mỉm cười nói không biết cô vợ này của mình lại bị làm sao nữa rồi có phải anh đang ám chỉ rằng việc của anh thì rất quan trọng chỉ có em là người rảnh rỗi vô tích sự đúng không hứa bích hoài tức giận nói Hứa Bích Hoài bị kích động rất nhiều bởi những lời nói của người phụ nữ đó ở trong quán bar, và sau khi rời quán bar, Hứa Bích Hoài luôn có thể nghe thấy mọi người đều nói rằng cô không xứng với Lâm Thanh Diện. Vốn dĩ cô Vân có thể kiềm nén, nhưng sau khi nghe lời người khác nói, ngay cả bản thân cô cũng bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể xứng với Lâm Thanh Diện hay không. Lâm Thanh Diện cảm thấy tâm trạng của Hứa Bích Hoài rất không ổn, nên thận trọng hỏi: "Bà xã, có phải em gặp chuyện gì phiền toái không?" Nếu vậy, anh sẽ gọi điện cho trần tài anh nhờ anh ấy giúp em hứa bích hoài như muốn nổ tung theo cô bất kể lâm thanh diện nói gì thì cũng đều đang ám chỉ rằng cô vô dụng cái gì cũng phải đợi người khác giúp đỡ em không sao không sao không sao anh nghe thấy rồi chứ em không phải là người chuyện gì cũng phải nhờ anh quản em có thể tự mình giải quyết vấn đề của mình hứa bích hoài trực tiếp hét lên với lâm thanh diện vậy thì rốt cuộc là em bị làm sao lâm thanh diện hơi bối rối không hiểu làm sao lại trở thành đối tượng bị cô mắng mỏ không có gì đến kỳ thôi hứa bích hoài nói xong cúp điện thoại lâm thanh diện đột nhiên không hiểu sao lại nổi cơn thịnh nộ như vậy hóa ra là do bà gì đến giờ thì anh mới hiểu hiện tại anh đã biết mỗi khi con gái đến tháng đều sẽ tức giận vô cớ suy nghĩ một hôi lâm thanh diện không gọi lại cho hứa bích hoài gọi lại cho cô vào lúc này chỉ khiến cô thêm cáu kỉnh vì vậy anh gọi cho tôn tuệ phương bảo tôn tuệ phương làm cho hứa bích hoài một số món ăn để làm ấm cơ thể, xoa dịu cảm xúc của cô ấy. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Lâm Thanh Diện tiếp tục đi về phía căn nhà phía trước. Anh bước tới cửa, đưa tay gõ cửa, một lúc sau, một cô gái có diện mạo bình thường tầm 20 tuổi bước ra. Ở đây còn cho thuê lầu hay không? Tôi dự định ở đây mấy ngày, Lâm Thanh Diện hỏi. Cô gái gật đầu ngay và nói, vẫn còn cho thuê, nhưng bọn em thường cho thuê dài hạn, nếu anh chỉ thuê vài ngày thì giá sẽ khá đắt. Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói, không thành vấn đề, bây giờ tôi vào xem một chút được không? Cô gái gật đầu, sau đó dẫn Lâm Thanh Diện vào nhà, nhìn lên lâu hai. Có một căn phòng trên tầng 2 đối diện với nhà của Trịnh Trí Cường, một cửa sổ được mở ra ở phía đó, có thể nhìn thấy được cửa nhà của Trịnh Trí Cường. Lâm Thanh Diện sống ở đây có thể quan sát rất rõ mọi hành động của Trịnh Trí Cường. Sau khi xem phòng, lâm thanh diện đi đến ký một thỏa thuận đơn giản với cô gái trả tiền và mua một số vật dụng sinh hoạt hàng ngày ở chỗ cô gái khi thỏa thuận được ký kết lâm thanh diện biết cô gái này tên là vương mạn cô ấy có vài căn nhà ở khu phố cổ chuyên cho thuê nhân tiện có thể cho thuê nhà ngắn hạn và bán những thứ cần thiết hàng ngày sau khi xử lý xong vương mạn liếc mắt nhìn lâm thanh diện hỏi anh làm nghề gì lâm thanh diện suy nghĩ một lúc rồi nói tôi làm bóc vác ở một công trường gần đây Bây giờ công trường đóng cửa và tôi không có chỗ ở, vì vậy tôi đến đây thuê nhà ở vài ngày. Vương Mạn gật đầu, cô không lo lắng chuyện cho một người đàn ông thuê phòng trên lầu 2 có thể xảy ra chuyện gì bất ổn hay không. Đồn cảnh sát phố cổ cách nhà này chỉ khoảng chục mét, cô không nghĩ có người lại to gan dám phạm tội ở nơi như vậy. Tất nhiên, cô ấy thấy Lâm Thanh Diện nhìn cũng không tệ, chắc hẳn không phải là người xấu. Chiều hôm sau, Lâm Thanh Diện ở trong phòng quan sát nhà của Trịnh Trí Cường, Trịnh Chí Cường cả buổi chiều đều không có đi ra, làm cho Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi buồn chán. Buổi tối anh xuống lầu đi vệ sinh, trong nhà này chỉ có nhà vệ sinh ở tầng một thông với phòng tắm, muốn dùng toilet cũng chỉ có thể xuống lầu. Khi đến cửa nhà vệ sinh, Lâm Thanh Diện trực tiếp đẩy cửa đi vào, lúc này anh mới chú ý tới bên trong có một cô gái không mặc quần áo đang tắm. Cô gái đó không phải vương mạn, xinh đẹp hơn vương mạn rất nhiều, nhìn thấy cửa bị đẩy ra, cô gái sửng sốt, sau đó hét lớn một tiếng, biến thái. Bắt kẻ biến thái, chương 393, lạt mềm buộc chặt. Xin lỗi, tôi không biết có người ở bên trong, Lâm Thanh Diện hơi bối rối nói với cô gái bên trong, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Lúc này Vương Mạn đi ra khỏi căn phòng cách đó không xa, trên tay còn cầm một cây gậy bóng chày, lo lắng hét lên tên biến thái đâu? Mày dám đến nhà tao làm bậy à, mày không biết trước nhà tao có đồn cảnh sát sao? Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Vương Mạn, giờ khóc giờ cười, hôm nay chuyển đến, cô ta không nói với anh trong nhà này còn có cô gái khác. Vương Mạn sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện cũng sửng sốt, nghi ngờ hỏi Lâm Thanh Diện. Sao anh lại ở đây? Ừm, tôi đi toilet, nhưng không ngờ lại có người trong đó. Đó là Hiểu Lâm, Lâm Thanh Diện giải thích. Lúc này, cô gái bên trong quấn một chiếc khăn tắm đi ra, tóc còn ướt, trên người còn chưa khô, thấy Lâm Thanh Diện vẫn đứng ở cửa, cô ta lập tức lộ ra vẻ cảnh giác vương mạn mau gọi cảnh sát đi tên này thật là biến thái vừa rồi anh ta nhìn lén tôi tắm không ngờ lại có người giữa thanh thiên bạch nhật mà dám xông vào làm chuyện như thế này nhất định phải kêu chú cảnh sát trừng phạt anh ta thật nặng cô gái tức giận nói vi vi đây có thể là hiểu lầm anh ta là người thuê nhà mới chuyển đến hôm nay tôi quên nói với anh ta rằng cô cũng đang thuê nhà tôi có lẽ anh ta không để ý nên vô tình xông vào, vương mạn bỏ cây gậy bóng chảy trên tay xuống. Cổ vi vi dò xét từ trên xuống dưới của Lâm Thanh Diệt, trên mặt lộ ra một chút khinh thường, nói, thuê nhà ở đây cũng có thể là biến thái, tôi tắm ở bên trong lẽ nào anh ta không nghe thấy, không chừng anh ta cố ý nhìn lén thì sao, vừa rồi tôi bị anh ta nhìn thấy hết rồi. Lâm Thanh Diệt hơi áy náy nói với cố vị vi, tôi thực sự xin lỗi, lúc đó tôi không để ý bên trong có tiếng động, thấy cửa hé nghĩ rằng bên trong không có ai, tôi thành thật xin lỗi, đảm bảo sau này không xảy ra chuyện như thế nữa. Vương Mạn đi tới, kéo cố Vi qua, cười nói, Vi đừng trách người ta nữa, cô đi tắm mà không chịu đóng cửa, bị người ta nhìn thấy là đáng đời. Hơn nữa cô không cảm thấy Lâm Thanh Diện rất đẹp trai sao, không phải cô vẫn luôn mơ tưởng mấy anh chàng đẹp trai đi nhầm vào phòng lúc cô đang tắm sao. Cổ Vi đảo mắt nhìn Vương Mạn, sau đó nhìn Lâm Thanh Diện, Phát hiện người này tuy có hơi lầm lì nhưng quả thực rất đẹp trai. Hừ, lần này tôi sẽ tha cho anh, nếu có lần khác, tôi nhất định sẽ tới phía trước tìm chú cảnh sát bắt anh. Cố Vi Vi lấm bẩm rồi đi theo Vương Mạn vào một căn phòng bên cạnh. Lâm Thanh diện mỉm cười lắc đầu, dù sao cũng không ở nơi này quá lâu, bị hiểu lầm thì hiểu lầm, đối với anh ta mà nói, không có ảnh hưởng gì lớn. Sau đó, anh đi vào nhà vệ sinh, chỉ có mỗi phòng vệ sinh này dù thế nào cũng không thể vì chuyện lúc nãy mà không đi vệ sinh luôn chứ. Trong nhà vệ sinh vẫn còn bốc lên hơi nóng và mùi thơm, Lâm Thanh Diện bước tới bồn vệ sinh, thấy trên đó có hai mảnh nội y, loại rất gợi cảm, chắc là cô gái vừa rồi. Nếu muốn đi vệ sinh, anh phải lấy quần áo trên nắp bồn cầu xuống để mở nắp. Nhìn chằm chằm hai mảnh nội y một lúc, Lâm Thanh Diện định quay lại nói chuyện với Vương Mạn, kêu cô gái kia qua lấy quần áo, tốt hơn hết anh không nên đụng vào loại đồ này vừa định quay người, cửa toilet lại mở ra, cố vi vi bước vào, nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang nhìn chăm chằm quần áo của mình. Cô lập tức hét lên, anh là đồ biến thái, còn nói anh không phải biến thái. Anh nhìn chằm chằm vào đồ lót của tôi làm gì? Cô ta vội vàng chạy tới, nhặt mảnh đồ lót trên bồn cầu rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Lâm Thanh Diện bất lực lắc đầu, sau đó khóa trái cửa nhà vệ sinh. Cô cố vi vi này vào nhà vệ sinh cũng không thèm xem trong đó có người hay không, nếu như vừa rồi, anh đang đi vệ sinh, Cố Vi vị đột nhiên xông vào như thế, há chẳng phải cũng nhìn thấy hết của Lâm Thanh Diện luôn sao? Trong phòng, Cố Vi Vi thức giận dọn quần áo đi về, sau đó chẳng để ý đến Vương Mạn đang ở bên cạnh, cởi khăn tắm trên người xuống, bắt đầu thay quần áo. Vừa rồi tôi nói người đàn ông đó là một tên biến thái, vậy mà cô vẫn đang nói thay cho anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm vào quần áo của tôi trong nhà vệ sinh, dường như muốn nhặt nó lên rồi ngửi thử. Đúng là quá biến thái. Vương Mạn, cô đừng cho anh A thuê nhà nữa, chúng ta là con gái, lỡ như anh ta có ý đồ bất chính thì làm sao? Cố Vi Vi vừa nói vừa thay quần áo. Vương Mạn cười nói, không phải gần đây cô đang thèm khát lắm sao? Lâm Thanh Diện kia cũng rất đẹp trai, trước đây không phải cô rất thích quyến rũ mấy anh đẹp trai thuê nhà của tôi hả, à? sao bây giờ lại giả vờ dè dặt thế? Cố Vi Vi nhếch miệng cười, nói cái này gọi là lạt mềm buộc chặt, có hiểu không? để khi đó tôi câu anh ta, anh ta càng dễ mắc câu. Vương Mạn không mấy hài lòng nhìn cố Vi Vi, trong lòng nghĩ người phụ nữ này cũng lộ ra bộ mặt hồ ly tinh của cô ta. Cô biết cố Vi Vi không phải là một người phụ nữ kiệm lời, họ quen nhau lâu như vậy, cũng biết rõ tính tình của cố Vi Vi từ lâu. Sau khi mặc quần áo xong, cố Vi Vi ngồi xuống bên giường, cười nói với Vương Mạn, mau nói cho tôi biết người đàn ông đó làm nghề gì. Nếu là ông chủ giàu có, thật sự có thể câu thử thế phải khiến cô thất vọng rồi. người đó làm bóc phác ở công trường, công trường bị đình chỉ mấy ngày nay, nên anh ta đến đây tìm nhà ở tạm vài ngày. Vương Mạn nói. nghe Vương Mạn nói xong, Cố Vi Vi lập tức lộ ra vẻ thất vọng trên gương mặt, tất cả những hứng thú vừa rồi đều biến mất ngay lập tức. hóa ra chỉ là một tên bốc phác, thế mà còn nói tôi cái gì chứ? loại người này không có tư cách để tôi quyến rũ, Cố Vi Vi thất vọng. không phải anh ta rất đẹp trai sao? có thể đáp ứng nhu cầu của cô còn quan tâm đến tiền bạc làm chỉ chứ, vương mạn châm chọc. Như vậy không được, mục tiêu hiện tại của tôi là các thế hệ phú nhị đại, cho dù không phải là phú nhị đại thì ít nhất cũng không thể làm bóc phát, tôi là muốn dựa vào gương mặt này của mình mà được gả vào hào môn, còn giống như tên vừa nghèo vừa lùn đó, dù có đẹp trai thì có ích gì, tôi mới không thèm anh ta, cố vi vi nói với vẻ khinh thường. Hay là cô nghĩ xem ngày mai lão đầu chọc đến gây phiên phức nên làm thế nào đi, rõ ràng đồn cảnh sát ở trước mặt chúng ta, nhưng lão đầu chọc đó lại không hề sợ, cho nên nói, cái xã hội này có tiền thì làm vua, có tiền là có thể san bằng tất cả. cố Vi Vi tiếp lại một câu. Tâm trạng của Vương Mạn đột nhiên trùn xuống. ở đây cô có một căn phòng cho gã đầu hói kia thuê. kết quả lão ta lại chẳng muốn trả tiền phòng, chỉ có anh em hùng hậu còn uy hiếp cô ta. cô ta tức giận nói với những người trước mặt về chuyện này không những không ai trừng phạt gã hói mà gã hói biết chuyện còn dọa ngày mai sẽ đến nói chuyện với cô ta đúng là xã hội xem trọng tiền bạc và quan hệ mong ngày mai lão đầu chọc đó có thể nói lý lẽ một chút vương mạn tự nhủ cho đến sáng hôm sau trịnh trí cường không có dấu hiệu ra ngoài đã gần trưa lâm thanh diện định gõ cửa nhà trịnh trí cường một lần nữa vừa đi xuống lầu thấy vương mạn đứng ở cửa vẻ mặt lo lắng tựa hồ đang đản đo điều gì vương mạn nhìn thấy lâm thanh diện đi xuống hai mắt sáng lên vội vàng hỏi lâm thanh diện anh hiện giờ không có chuyện gì chứ lâm thanh diện nhìn chăm chăm vương mạn sau đó nói thôi bỏ đi sao vậy chính là như vây lát nữa sẽ có mấy người đến đây gây chuyện với tôi tôi không chắc đến lúc đó bọn họ sẽ làm gì tôi chỉ là một đứa con gái chắc chắn sẽ không chạy thoát khỏi họ cho nên muốn nhờ anh nếu thấy tình trạng không ổn thì giúp tôi đi báo cảnh sát được không vương mạn nói ô có người tới gây sự với cô Lâm Thanh Diện hỏi, Vương Mạn gật đầu nói, cũng không phải chuyện gì lớn lắm, chỉ là mấy tên xã hội đen thuê nhà của tôi không muốn trả tiền. Bọn họ chắc là muốn quyệt tiền của tôi, nếu có thể trả ít tiền thôi thì chuyện này cũng được giải quyết rồi, anh không cần giúp tôi báo cảnh sát nữa. Nếu đồng ý, bây giờ anh có thể tránh ra ngoài quan sát tình hình một lát, như thế anh sẽ dễ chạy trốn nhanh hơn, tránh lúc đó lại bị bọn họ bắt lại. Lâm Thanh Diện cười với Vương Mạn, Nói, vậy thì tôi cứ đợi ở đây, chỗ các người cách đồn cảnh sát gần như vậy mà cũng có người dám làm loại chuyện này. Tôi muốn xem ai lại to gan như vậy. Anh có ấn tượng khá tốt về Vương Mạn, bản thân đã sống ở đây rồi, Vương Mạn gặp khó khăn giúp được bao nhiêu thì cứ giúp bấy nhiêu, dù sao giải quyết mấy tên côn đồ đối với anh ta mà nói chỉ là chuyện vặt vãnh. Vương Mạn nhìn thấy Lâm Thanh Diện muốn ở lại trong nhà, còn định muốn ra mặt giúp cô ta, bất giác nhíu mày. Hay ra anh ra ngoài đi những người đó đều có sức ảnh hưởng không nhỏ ở trong khu phố cổ này, hẳn ta có rất nhiều thủ hạ, anh ở lại đây chắc chắn sẽ không thoát được, Vương Mạn muốn ám chỉ cho Lâm Thanh Diện biết anh không thể giúp được cô. "Không sao, tôi rất mạnh, có thể đánh lại được, bọn họ có đông cũng không sợ." Lâm Thanh Diện cười nói. Vương Mạn đột nhiên không nói nên lời, thầm nghĩ người này đúng là hơi sinh cơ, tại sao phải ở lại đối đầu với đám người kia thay vì trực tiếp gọi cảnh sát không phải tốt hơn sao? dù cô biết có gọi cũng vô ích. Cô vốn dĩ muốn giải thích với Lâm Thanh Diện, để Lâm Thanh Diện ngoan ngoãn ra ngoài đợi, sau đó đi gọi người, nhưng đúng lúc này, bên ngoài nhà đột nhiên có tiếng xe máy ầm ầm. Sắc mặt vương mạn thay đổi, biết chắc là người của lão đầu chọc đã tới. Cô lướt nhìn Lâm Thanh Diện đầy trách móc, rồi bước nhanh về phía cửa. Gã hói dắt những đàn em của mình xuống xe, bất giác, gã lướt nhìn ngôi nhà của Trịnh Trí Cường, muốn xem hôm qua ông lớn kia có còn ở đây không hôm qua sau khi đi tìm gấu xám, gã hói mới biết người đó là thứ mà gấu xám không dám khiêu khích, gã thấy vậy chỉ biết chạy trốn. Thấy nhà trịnh trí cường không có ai, gã mới thở phào nhẹ nhóm, gõ mạnh vào cửa nhà vương mạn, lớn tiếng, mau mở cửa đi, anh mày tới đây để lý luận với mày này, dám đến báo cảnh sát hả, à? mày cũng to gan đấy. chương 394, Cải tà quy tránh. Vương mạn vừa mở cửa, nhìn thấy một đám đầu chọc đứng ở bên ngoài, trong lòng có chút sợ hãi, bất giác lùi về phía sau hai bước. Rõ ràng là các người đang nợ tiền thuê nhà của tôi, tôi đi báo cảnh sát lẽ nào không đúng sao, các người dựa vào đâu mà ngang ngược thế, không trả tiền còn nói lý, tuy là rất sợ, nhưng vương mạn vẫn lấy hết dũng khi hét lên với gã đầu chọc. Gã đầu chọc và đàn em của gã cười như được mùa, như thể lời nói của vương mạn đang tấu hài cho họ xem vậy. Mày có biết đại ca của bọn ta lợi hại thế nào không, Mày còn ở đây nói đạo lý với tao, đúng là nực cười. Ở khu phố cổ, không ai mà không dám nể mặt đại ca của bọn tao, thuê nhà của mày là vinh hạnh cho mày lắm rồi, mày còn dám bắt đại ca tao trả tiền. Tao khuyên mày vẫn là nên lấy tiền đó mà hiếu kính đại ca của bọn tao đi, không thì sau này ở khu phố cổ, nhà của mày sẽ chẳng còn ai dám thuê nữa đâu. Vương Mạn nghe mấy lời bọn đàn em gã đâu chọc nói thì càng thêm tức giận, không ngờ những người này đúng là không biết xấu hổ vậy mà còn cô phải đưa thêm tiền cho chúng. Anh thuê nhà của tôi còn muốn đòi tiền tôi, các người thật là quá đáng. Vương mạn quát gã đầu chọc. Quá đáng, e rằng mày, một nụ cười gian xảo hiện lên trên khuôn mặt gã đầu chọc. Lúc này Lâm Thanh Diện bước tới cửa, gã chọc đầu nhìn thấy Lâm Thanh Diện, nụ cười của hẳn ta đột một biến mất. Đệt, sao cậu ta lại đi ra từ trong đó? Chẳng lẽ cậu ta có quan hệ gì với bà chủ nhà trọ này sao? mặc kệ có mối quan hệ gì có thể vào nhà người khác chắc chắn không phải là quan hệ bình thường đây là người mà ngay cả gấu xám cũng không dám động tới ngày hôm qua ở ktv gấu xám đã nói rõ ràng với gã rằng không nên chọc tức người này nếu không e rằng bản thân chết như thể nào cũng không biết anh vốn tưởng rằng vị đại ca này hôm qua đến tìm trịnh trí cường là có chuyện với lại hôm nay anh không đến làm phiền trịnh trí cường nữa mà đổi lại là bà chủ nhà trọ dễ ức hiếp này không ngờ lại gặp phải gã ở đây Bỏ ngoài tai những lời mà gấu xám đã cảnh báo, người đàn ông trước mặt có thể một mình xử đẹp cả đám bọn họ, đàn em hôm qua đi cùng gã bây giờ cũng đều đang nằm ở trên giường. Lâm Thanh Diện cũng không ngờ người đến gây sự với Vương Mạn lại chính là gã đầu chọc, xem ra gã đầu chọc cũng là một nhân vật năng nổ ở trong khu phố cổ này. Gã đầu chọc nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, nuốt nước miếng, lời vừa đến môi đã dừng lại, sau đó nhanh chóng thay đổi lời nói, cô nói rất đúng, bọn ta làm thể quả thật có hơi quá đáng, ngay cả bản thân tôi cũng không thể chấp nhận được. Vương mạn bất giác sừng sốt, cô vốn tưởng rằng gã đầu chọc sẽ nói ra những lời độc ác, không ngờ gã lại thừa nhận bản thân mình sai. Đám đàn em của gã cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn họ không phải là những người hôm qua đi cùng gã, cho nên không biết người trước mặt này lợi hại đến cỡ nào. Đại ca, sao anh lại lịch sự với nó thế? Ở khu phố cố, chúng ta có quá đáng cũng không đến lượt người khác lên tiếng, một đàn em đứng bên cạnh gã nói gã đầu chọc trực tiếp đá vào người anh ta và mảng, em mờ sao mày, ở đây không có chỗ cho mày nói chuyện, mày còn dám nói bậy một câu, tao sẽ không miệng mày lại. Mấy đàn em còn lại thấy gã đầu chọc bỗng dưng nổi đóa, tuy không biết có chuyện gì nhưng cũng không dám hó hé gì thêm. Gã đầu chọc dậy dỗ thuộc hạ xong, lại quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện và Vương Mạn, trên mặt nở nụ cười. Thực sự xin lỗi, đàn em của tôi ra ngoài quên uống thuốc. Thật không dám giấu, hôm nay mục đích chủ yếu tôi đến đây chính là để đền tiền phòng cho cô, thái độ lúc nãy của tôi có hơi quá một chút, đó là vì khoảng thời gian này tôi bị trúng gió, hy vọng cô có thể tha thứ, cô nói tiền phòng bao nhiêu, tôi sẽ trả cho cô, gã đầu chọc nói với Vương Mạn. Lâm Thanh Diện nhìn thấy phản ứng của gã đầu chọc, trong lòng đoán giả đoán non rằng có lẽ gã đã gọi điện cho gấu xám, biết bản thân anh không nên động tới, cho nên sau khi nhìn thấy anh thay đổi thái độ. Vương Mạn nhìn người đàn ông đầu chọc bằng ánh mắt khó hiểu, tự hỏi tại sao đột nhiên gã lại muốn trả tiền thuê nhà hôm đó không phải gã vẫn còn kiêu ngạo nói sẽ cho cô biết sự lợi hại của gã sao chẳng lẽ lương tâm của hắn đột nhiên trỗi dậy rồi sao vương mạn lúc này mới chú ý tới gã đầu chọc kia liếc mắt nhìn lâm thanh Diệt. cô nhìn sang anh có lẽ thái độ gã đầu chọc thay đổi cũng chính là lúc lâm thanh diện xuất hiện lẽ nào gã đầu chọc sợ lâm thanh diện sao vương mạn đột nhiên tự hỏi không phải Lâm Thanh Diện chỉ là một công nhân bốc phát sao? Làm sao một gã đầu chọc lại có thể sợ hãi anh như vậy? Anh có chắc muốn trả tiền thuê nhà cho tôi không? Vương Mạn xác nhận lại với gã đầu chọc. Gã đầu chọc vội gật đầu nói, đúng vậy, không trả tiền thuê nhà cho cô, tối nay tôi sẽ ngủ không yên, tôi đã cải tà quy tránh rồi, sau này cũng sẽ không làm những chuyện mất mặt như này nữa. Vương Mạn trợn mắt nói, anh muốn trả tiền thuê nhà cho tôi cũng được, nhưng cái gì cũng phải có nguyên nhân, anh phải giải thích rõ ràng cho tôi biết trước tại sao thái độ của anh lại thay đổi đột ngột như vậy. Gã đầu chọc lại nhìn Lâm Thanh Diện và thấy Lâm Thanh Diện đang nhìn mình, gã hiểu ngay ý của Lâm Thanh Diện và nói, hôm qua tôi được cao nhân chỉ điểm, cao nhân đó cho tôi hiểu được ý nghĩa làm người, cho nên tôi quyết định cải tà quy tránh. Cô gái, tôi là trả tiền thuê nhà cho cô, không phải là thứ gì nguy hiểm cả, sao lại đổi thành cô chất vấn tôi rồi. Vương Mạn hiển nhiên không tin lời gã đầu chọc nói, nhưng cô đã xác định chuyện này nhất định phải liên quan đến lâm thanh diện đối phương không muốn nói nên cũng không muốn hỏi quá nhiều cô nói với gã đầu chọc số tiền thuê nhà gã đầu chọc lấy tiên ra không chút do dự đưa cho cô sau đó gã đầu chọc muốn rời khỏi đây ngay không muốn ở lại thêm chút nào nữa lúc rời đi còn lén lút liếc nhìn lâm thanh diện mấy lần khi gã chọc đầu rời đi vương mạn cũng yên tâm cảm thấy chuyện hôm nay có chút mập mờ cô quay đầu liếc nhìn lâm thanh diện ở bên cạnh hỏi anh biết gã đầu chọc đó sao tôi luôn cảm thấy gã ta chịu đưa tiền ra dễ dàng như thế chắc là vì anh lâm thanh diện cười nói tôi vẫn luôn đứng im một chỗ không nói chuyện sao có thể là vì tôi chứ tôi chỉ là một người bốc vác mà thôi vương mạn nghĩ cũng phải nhưng nếu xét ở góc độ khác lâm thanh diện không nói gì mà cũng khiến gã đầu chọc sợ hãi không phải càng chứng minh sự lợi hại của anh sao lâm thanh diện không giải thích với vương mạn nữa rắc rối cũng đã được giải quyết xong xuôi, anh trực tiếp đi về phía nhà của Trịnh Trí Cường. Anh lại đến gõ cửa, Trịnh Trí Cường đi tới, hỏi là ai, ngay khi Lâm Thanh Diện vừa nói xong, một giọng nói từ bên trong truyền đến, cút. Lâm Thanh Diện không còn cách nào khác đành phải trở về căn nhà thuê. Buổi chiều Trịnh Trí Cường đi ra ngoài một lần, Lâm Thanh Diện nhanh chóng theo sau, nhưng phát hiện Trịnh Trí Cường chỉ đi ra ngoài mua những thứ cần thiết để nấu ăn, Trịnh Chí Cường phát hiện Lâm Thanh Diện đang theo dõi mình, đặc biệt nói với Lâm Thanh Diện, anh đi theo tôi cũng vô dụng. Tôi sẽ không nói bất cứ chuyện gì cho anh cả. Buổi tối, khi cố vi vị đi làm về, Vương Mạn kéo cô vào phòng. Chuyện gì mà kích động vậy, hôm nay gã đầu chọc có đến tìm cô không? Cô Vi Vi nhìn thấy biểu hiện của Vương Mạn, hỏi một câu. Tôi muốn nói với cô một chuyện, gã đầu chọc đó không những không gây phiền phức cho tôi mà còn trả tiền thuê nhà cho tôi nữa, Vương Mạn nói. Cổ vi vi sừng sốt một lúc, có chút nghi ngờ nói, không thể nào, gã đầu chọc kia không phải rất kiêu ngạo sao. Làm sao hắn ta có thể trả tiền thuê nhà cho cô? Vương Mạn, có phải cô đã đồng ý điều kiện gì với gã ta cho nên gã mới trả tiền cho cô không? Cô nghĩ gì vậy? Gã đầu chọc kia thật sự trả tiền thuê nhà cho tôi. Hơn nữa, hôm nay đến cũng đặc biệt lịch sự, đưa tiền xong thì rời đi, Vương Mạn nói. Không phải chứ, theo lý mà nói gã đầu chọc không phải là người như thế có phải gã ta có âm mưu gì không? Cố Vi Vi cau mày. Có lẽ là không, nếu tôi đoán không lâm, gã đầu chọc có lẽ là sợ Lâm Thanh Diện, Vương Mạn nói. Lâm Thanh Diện, cái tên nghèo thổi ở trên lầu à? Làm sao có thể, gã đầu chọc sao lại sợ một tên bốc phát chứ? Cố Vi Vi phản bác ngay lập tức. Vương Mạn nói với Cố Vi Vi những gì đã xảy ra ngày hôm nay và đề cập với Cố Vi Vi những gì cô ta cảm thấy khó hiểu. Có Vi Vi nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt, cô ta nói, ương mạn, tôi cảm thấy cô suy nghĩ nhiều quá rồi, gã đầu chọc sợ ai không sợ, sao lại sợ tên nghèo hèn kia chứ, không chừng là cô đi báo cảnh sát nên cảnh sát đã đến giáo huấn cho gã đó một trận, hẳn ta mới đến trả tiền cho cô. Vương mạn cảm thấy cũng không phải không có lý, nhưng thái độ của gã đầu chọc hôm nay rõ ràng đã bị Lâm Thanh Diện làm cho thay đổi, bằng không sao ánh mắt gã nhìn Lâm Thanh Diện lại sợ hãi như vậy. Thôi bỏ đi, không nghĩ nhiều nữa, dù sao không có chuyện gì là may rồi. Vương Mạn, đừng nghĩ đến tên nghèo nàn đó nữa, anh ta chẳng có gì đặc biệt, chỉ là do cô nghĩ quá nhiều mà thôi." Cố Vi Vi ngồi bên cạnh Vương Mạn, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nói, "Bệnh viện chúng ta mới đổi chủ nhiệm, tuy hơn 40 tuổi nhưng cũng rất có sức quyến rũ của đàn ông, tôi cảm giác thời trẻ anh ta chắc hẳn là rất đẹp trai, tôi nói cô biết, tôi định sẽ tấn công anh ta, nhìn dáng vẻ của anh ta hình như cũng có ý với tôi." Tôi thấy cô là vì cái chức chủ nhiệm cao quý kia nên cô mới cảm thấy anh ta đẹp trai. Trong ấn tượng của tôi, những người ở bệnh viện, phàm là những người cấp cao, không ai không hói đầu cả, chủ nhiệm đó của cô chắc cũng không ngoại lệ nhỉ. Vương Mạn cười nói. cố Vi Vi khịt mũi nói, xí, hói đầu thì có sao, thế mới nam tính, tôi không quan tâm, quan trọng là anh ta có tiền và địa vị. Vương Mạn vẻ mặt bất lực, thật sự hết cách với cô bạn thân này của cô rồi. Lâm Thanh Diện quan sát nhà của Trịnh Trí Cường hai ngày. Anh gõ cửa mỗi ngày và đi theo Trịnh Trí Cường mỗi khi anh ta đi ra ngoài. Nhưng chẳng lần nào anh ta để ý đến anh, hơn nữa mỗi lần còn mắng cho anh một trận. Sáng hôm đó, Lâm Thanh Diện đang ngồi trước cửa sổ, nhìn về phía nhà của Trịnh Trí Cường, nghĩ rằng tiếp tục như tẻ 61 không phải là cách, anh phải hỏi Trịnh Trí Cường về vị trí của quan lĩnh càng sớm càng tốt. Trịnh Trí Cường đúng lúc này đi ra ngoài, Lâm Thanh Diện chú ý tới anh ta đã thay một bộ y phục sạch sẽ, tóc tai tươm tất, dâu tóc lởm chởm trên mặt cũng được cạo sạch. Nhìn thấy sự thay đổi của Trịnh Trí Cường, Lâm Thanh Diện trong lòng thấy lạ, nhanh chóng đứng dậy đi xuống lầu. Trịnh Trí Cường là một người cấu thả, vậy mà nghĩ đến việc chăm sóc bản thân, điều này cho thấy nơi anh ta đến hôm nay khá là quan trọng. Không biết Trịnh Trí Cường sẽ làm gì, có lẽ có thể tìm cơ hội từ chỗ này, để Trịnh Trí Cường nói ra chuyện của quan lĩnh chương 395, y đức của anh bị chó ăn rồi sao? Sau khi trịnh trí cường đi ra ngoài, Lâm Thanh Diện cũng vội vàng lái xe bám theo. Không lâu sau, xe của trịnh trí cường dừng trước cửa một bệnh viện, trịnh trí cường xuống xe, vẻ mặt hơi ngưng trọng. Lâm Thanh Diện cũng xuống xe ngay sau đó, anh nhìn vào bệnh viện, thấy bảng hiệu bệnh viện tế nhân. Chợt nhớ đến bữa tiệc từ thiện của trình quân tối hôm đó, trình quân đã giới thiệu với anh một người đàn ông tên Hồng Trọng Lương, anh ta hình như là viện trưởng bệnh viện Tế Nhân. Tế Nhân được coi là bệnh viện tốt nhất ở Tô Thành, trịnh Chí cường đến đây ắt hẳn để thăm bệnh nhân. Lâm Thanh Diện nhớ đến gã chọc đầu hôm đó đến đòi nợ trịnh Chí cường, anh ta nói rằng trịnh Chí cường đã vay nặng lãi để chữa bệnh cho con gái. Anh nhanh chóng theo đuôi trịnh Chí cường đi vào bên trong bệnh viện, thấy trịnh Chí cường đứng trước cửa một phòng bệnh, nhìn vào bên trong qua tấm kính với vẻ mặt buồn bã. Đây là phòng bệnh đơn chỉ có duy nhất một chiếc giường bên trong. Rất nhiều dụng cụ y tế được đặt xung quanh giường bệnh. Trên chiếc giường có một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi đang nằm. Đôi mắt cô ấy nhắm nghiền, ngoại trừ lồng ngực hơi nhấp nhô, không có dấu hiệu nào cho thấy một người còn sống đang nằm đó. Lâm Thanh Diện liếc nhìn vào bên trong, trong lòng thâm khẳng định cô gái này ắt hẳn là con gái của Trịnh Trí Cường, nếu không nhầm, cô ấy đã trở thành người thực vật. Tại sao cô ấy ra nông nỗi này? Lâm Thanh Diện bước tới chỗ Trịnh Trí Cường hỏi thăm. Trịnh Trí Cường không khỏi kinh ngạc, hướng ánh mắt về cô gái tội nghiệp trong phòng, lộ rõ vẻ chiều mến. Một vụ tai nạn xe hơi cách đây nhiều năm, Trịnh Trí Cường lạnh lùng nói, anh không nên đến đây với tôi. Con gái tôi bị tai nạn xe hơi khi đang đến cái nơi chết tiệt đó, rồi biến thành bộ dạng này. Tôi sẽ không nói gì về nơi đó cho anh biết. Lâm Thanh Diện bất lực thở dài, anh cảm nhận Trịnh Trí Cường đối với nơi này có nhiều oán niệm. Hóa ra không chỉ có vợ bị bắt cóc, mà ngay cả con gái anh ta cũng vì nơi này biến thành người thực vật. Lâm Thanh diện định an ủi trịnh trí cường mấy câu thì có vài người mặc áo blau trắng đi tới, bọn họ bỏ qua hai người, mở cửa phòng đi vào. Dừng các thiết bị ở đây đi, lát nữa tìm người đưa bệnh nhân này đến phòng bệnh ba người. Gia đình cô ấy chỉ trả tiền cho phòng bệnh thường, cho cô ấy ở phòng đơn, lại sử dụng nhiều dụng cụ như vậy, bệnh viện thành tổ chức phúc lợi sao? Chúng ta cũng cần chỉ phí Vẽ sau không được để tình trạng này xảy ra nữa. Dẫn đầu nhóm người vừa đi vào trong phòng bệnh là một người ra dáng lãnh đạo, đầu hói lơ thơ vài sợi tóc, bụng bự như người có thai. Người này là chủ nhiệm vừa mới được bổ nhiệm, tên là La Hạo. Anh ta là người phụ trách tài chính của bệnh viện, do vậy tất cả chi phí chữa trị đều phải được anh ta phê duyệt. Để kiếm chắc đôi chút, anh ta bắt đầu tiến hành cải cách tài chính. Bất kể cái gì có thể cắt giảm chi phí, anh ta đều không bỏ qua trịnh trí cường thấy những người này định đưa con gái mình về phòng thường anh ta hoảng hốt chạy vào bên trong và hét vào mặt bọn họ các người làm gì vậy tôi đã trả tiền cho con bé rồi tại sao lại đưa con gái tôi đến phòng thường la hạo nhìn chằm chằm vào trịnh trí cường anh ta nói anh có trả tiền cho cô ấy nhưng chỉ trả tiền cho phòng thường vậy mà ba năm nay chúng tôi đã để cô ấy ở phòng đơn này rồi tôi không yêu cầu anh trả nốt số tiền trước đây là tốt lắm rồi đi gọi chủ nhiệm tôn qua đây, tôi là bạn anh ấy. Anh ấy đã hứa nhất định để con gái tôi nằm ở phòng này, trịnh trí cường lửa giận đầy mặt nói. La hạo diếu cợt trịnh trí cường, anh ta nói, tôi đã nói, tại sao anh luôn trả tiền phòng thường mà lại có thể sử dụng phòng đơn này. Thì ra do chủ nhiệm tôn cho phép anh làm vậy, nhưng giờ chủ nhiệm tôn nghỉ hưu rồi. Bây giờ tài chính của bệnh viện đều do tôi quản lý, nên con gái anh nằm ở đâu đều do tôi quyết định anh ta từng có một số xích mích với chủ nhiệm tôn trước đây khi chủ nhiệm tôn còn đang làm việc chèn ép anh ta không ít giờ đây chủ nhiệm tôn đã nghỉ hưu đối với bạn bè của ông ấy anh ta không nương tay nghe vậy trịnh trí cường chết lặng anh ta không thể ngờ chủ nhiệm tôn đã nghỉ hưu khi còn đang giàu có anh đã giúp đỡ chủ nhiệm tôn rất nhiều cho nên khi con gái trịnh trí cường xảy ra chuyện bệnh viện mới bảng lòng cho anh ta một phòng đơn một phần lớn số tiền mà chủ nhiệm tôn nhận từ trịnh trí cường đã được sử dụng để xây dựng bệnh viện vì vậy chủ nhiệm tôn cho rằng việc để con gái trịnh trí cường sử dụng một phòng đơn như thế này không đáng gì nhưng giờ đây chủ nhiệm tôn đã nghỉ hưu la hạo vừa mới được bổ nhiệm lại không quan tâm đến thể diện của chủ nhiệm tôn thậm chí anh ta còn có ý định thông qua sự việc này trả thù bạn của chủ nhiệm tôn trịnh trí cường bối rồi không biết phải gì lúc này tôi đã tài trợ rất nhiều để xây dựng bệnh viện này từ những ngày đầu anh phải thấy hồ sơ của chủ nhiệm tôn rồi bệnh viện tế nhân có thể phát triển tốt như ngày hôm nay chính là nhờ sự hỗ trợ của tôi mặc dù bây giờ tôi xuống dốc anh không thể đối xử với tôi như vậy con gái tôi nhất định phải ở lại căn phòng này trịnh trí cường dùng ánh mắt đỏ ngâu nói với la hạo la hạo hừ lạnh một tiếng nói đó là chuyện giữa anh và chủ nhiệm tôn không liên quan đến tôi việc anh hỗ trợ bệnh viện cũng không liên quan đến tôi hiện tại tôi là chủ của bệnh viện này tôi chỉ biết làm tốt chức trách của mình không tiêu tốn quá nhiều tiền càng không nên chỉ thêm nhiều tiền con gái anh không đủ tư cách ở lại đây nhanh tay lên đưa con gái anh ta đến phòng bệnh thường có vài người lập tức vào phòng đẩy giường bệnh đi trịnh trí cường hoảng hốt đến độ anh tiến lên định đánh nhau với những người này vào lúc này có một bàn tay đặt lên giường bệnh những người đang định đẩy giường bệnh đi phát hiện có cố gắng thế nào cũng không đẩy được ai dám động vào chiếc giường này đừng trách tôi không khách sáo lâm thanh diện lạnh lùng nói giọng nói của anh như có ma lực vừa mở miệng thì mọi người trong phòng đều im lặng la hạo nhìn chằm chằm vào lâm thanh diện rồi lạnh lùng nói anh là ai anh có tư cách gì quản chuyện của bệnh viện chúng tôi tôi là chủ của bệnh viện này anh mau cút ra ngoài bệnh viện không phải là nơi để anh làm loạn lâm thanh diện chế nhạo nói là chủ của bệnh viện nhưng anh không quan tâm đến bệnh nhân trong phòng này Y đức của anh bị chó ăn rồi sao? Khi Lâm Thanh Diện nói những lời này, sắc mặt La Hạo trở nên rất khó coi. Anh ta nghiến răng nghiến lợi quét mắt nói với Lâm Thanh Diện: Anh còn dám nói vậy với tôi à? Anh cho rằng tôi không biết anh là ai? Mấy người còn đứng đó làm gì? Mau đi gọi bảo vệ đến đuổi tên cản rỡ ngu xỉ này ra ngoài. Mấy người mặc áo blau trắng liếc nhìn nhau, trong nháy mắt không biết phải phản ứng như thế nào. Thật ra bọn họ đều biết hoàn cảnh của bệnh nhân này khi chủ nhiệm tôn nghỉ hưu cũng đã dặn dò bọn họ là người nhà bệnh nhân này đã đóng góp nhiều cho bệnh viện nên chỉ cần đóng tiền theo phòng thường là được. Nhưng vị chủ nhiệm mới được bổ nhiệm này lại hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, bắt buộc mọi người phải chuyển bệnh nhân đến khoa tổng quát. Hơn nữa chủ nhiệm mới có ba phần nóng này, cho nên lúc này không ai dám phản đối la hạo. Tuy nhiên, những gì mà Lâm Thanh Diện nói đều đúng, họ thực sự không muốn làm điều này, họ phải thực sự có ý đức. Bệnh viện này không phải chỉ có mình anh quyết định đúng không? Nếu anh muốn thì tìm viện trưởng bệnh viện của anh đến đây xem có dám đuổi tôi ra ngoài không." Lâm Thanh Diện lạnh lùng đáp lời. Nghe thấy những lời này của Lâm Thanh Diện, trong đầu La Hạo chợt lóe lên vài ý nghĩ, anh ta dám nói lời này ắt hẳn có chống lưng. Viện trưởng bệnh viện biết tên nhóc này. Khi anh ta đang do dự thì một y tá chạy đến, đó là Cố Vi Vi, cô ấy sống cùng nhà với Lâm Thanh Diện. Cố Vi Vi đến đây để đưa báo cáo cho La Hạo. Cô ấy vừa bước vào thì nhìn thấy Lâm Thanh Diện, vẻ mặt khó hiểu. Lâm Thanh Diện, sao anh lại ở đây? Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 395.